Rồi, alo, alo, xin chào anh em. Nào, chúng ta lại tiếp tục Victory 3 này. Mày chơi lại Đại Nam. Chắc lúc đầu có chơi xếp loát nhỉ. Rồi. Violet mai. Mai ngoài kia. Tùy hứng. Đợi đi. Rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu quẩy Đại Nam nào. Đánh lại cho nó bài bản. Mục tiêu chiếm chiến lược của chúng ta sẽ là vùng Đông Nam Á này. Cambodia thì cứ đập đầu tiên này. Cứ cho hai thằng này vào trước này. Bây giờ chúng ta muốn xóa bỏ chế độ nô lệ. Hiện tại thì nghiên cứu. Để trước này. Thân với tàu một tí này. Thân với anh cũng một tí này. Ok. Rồi đầu tiên ở đây chúng ta sẽ xây trước hai cái công trình này. Xây một mỏ gỗ trước đi. Xong xây một chút. Trăm điểm này. Đánh mẹ này, cho tăng tiền này. Rồi. Đầu tiên, luật đầu tiên thì tôi đang muốn hướng tới là Professional. Thứ nhất, thứ hai là Police. Quân đội, nông dân. Rồi, sao của ông là bị lo ngại rồi? Từ từ nhá, đừng nói gì. Sao của ông là bị lo ngại rồi? Alo, có lại không nào? No.
Alo, tôi vẫn nói đây, vẫn nghe đây nói đây. Không nghe gì không? Rồi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu quậy nào. Lại quay lại 1936 rồi chơi chơi đến lại 198 mấy rồi mà. 188 mấy rồi. Đó là chơi lại. Ok. Kinh nghiệm chọn cái thuế này tôi thấy cứ chọn cái nào mẹ nhiều tiền trước, đéo thì chọn mấy cái ít tiền 100 làm gì đúng không? Đúng rồi. Rồi, thứ hai đầu tiên thì tôi thấy cái trò này ấy, quan trọng nhất là cái luật. Tức là thông qua cái luật nào mà bài bản từ đầu thì là sẽ dễ dàng. Lúc đầu là cứ cho bọn địa chủ, bọn nhà thờ với bọn quân đội vào nội các đúng không? Tôi thấy trò này quan trọng nhất là mẹ tốc độ xây đúng không? Tốc độ xây với cả luật. Thật ra thì tốc độ xây quan trọng nó phụ thuộc vào tiền ấy. Đấy, bây giờ tức muốn là có nhiều tiền để phải xây cái gì mang lại nhiều đấy. Muốn nhiều tiền thì xây một phần, xây thì mình nắm cơ bản rồi, nhưng mà một phần nữa mình phải thông qua cái luật cho nó chuẩn. Xây thì cũng hòm hòm rồi, nói chung là xây nắm được quy luật. Nói chung trò này trông ấy thôi tưởng phức tạp nhưng mà chơi đến tập này là thấy nó cũng không phức tạp lắm. Đấy, bởi vì không đến mức phức tạp. Ông chơi ở mức độ gọi là chơi vui vẻ thì chả có gì phức tạp. Còn nếu mà để xử lý một cách chính xác thì là phải hiểu biết về rất là sâu sắc. Ông hiểu không? Tức là bây giờ cùng một quyết định của ông nhưng mà quyết định đấy nó có thể... Mục tiêu là cái game này là cứ làm cho Đại Nam top 1 thế giới đã nhỉ? Quánh ngay từ đầu thế giới. Nhưng mà ông của ông là bản mới chưa? Đấy, bản 1.05. 1.06 rồi đấy. Nó lại khác rồi đấy. 1.06 nó lại sửa lại tí, nó sửa lại một tí mấy cái radical. Nó sửa lại cả AI này. Nó sửa lại cả AI các thứ đấy. AI chung... bản mấy bản này nó sẽ thấy là mẹ. Rồi bây giờ thì là cứ đánh Cambodia đúng không? Đầu tiên là mình là sơ tái ở Cambodia là cái chắc. Luật đầu tiên là mình sẽ là luật gì? Đầu tiên theo tôi hiểu bây giờ nhá. Mình cố gắng làm sao để xóa được cái sớp đôm. Sớp đôm là cái này đúng không? Đúng thì rồi. Xóa thì xóa được rồi này. Xóa là được 25% tax. Cái thứ hai là phải xóa cái hereditary ruler. Sớp đôm này là nô lệ đúng không? Ừ. Quay lại đây, quay lại đây. Quay lại cái bảng này đây. Thế cái này là gì? Cái này cũng là giải phóng nô lệ này. Đúng rồi. Thế cái sớp đôm nghĩa là gì? Sớp đôm cái này chế độ nông nô. Nông nô à? Chế độ nông nô, chế độ nông nô. Ví dụ các cái quốc gia phong kiến lạc hậu này, nó có chế độ nông nô. Ở đấy là nông dân thuộc về chủ chúa đất. Hoạt động cũng không khác gì nô lệ. Thế tôi thấy hai cái này đấy. Tương đối giống nhau rồi nhỉ? Ông cái debt slavery kia, nghĩa là khi ông bị nợ, ông có thể bị biến thành nô lệ. Thằng nông dân ấy, thằng nông dân thì nó là nô lệ so với lãnh chúa của nó thôi. Còn thằng nô lệ này là nô lệ đối với toàn bộ người khác luôn, nó không được coi là người, nó là hàng hóa, là nô lệ. Nó là súc vật thôi đúng không? Gọi là súc vật. Thì những cái luật này là những cái luật mà chắc chắn mình sẽ phải bỏ. Để cho đất nước phát triển đúng không? Đúng rồi, nhưng mà bây giờ ấy, có những cái mình quan trọng nhất là bây giờ ấy, thằng quốc gia của mình đã bị dính cái trừ 50% tax. Những cái đấy là những cái mà xuất phát từ thứ nhất là cái bureaucracy ấy. Bấm vào đây, bấm F1 lại đây, bấm F1 lại đây. Đấy, ở chỗ bureaucracy, ở chỗ law ấy. Law ấy, chỗ luật ấy, đấy. Đâu? Power structure ấy, ông thấy không? Power structure. Bảng power structure bảng đầu đấy, bảng số 1 đấy. Đấy, xong rồi dưới có bureaucracy, nghĩa là hệ thống quan lại, nó là hereditary bureaucrat ấy. Dưới, đấy, 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 lên, đấy, cái đấy. Đấy thì. Đúng rồi. Thì cần phải đổi cái này đi. Cái này là cho nó... như nào? Nó là luật gì? Lại, cái này là bây giờ ấy. Cái luật này là cái luật gia tăng sức mạnh cho bộ địa chủ. Thì phải tìm cách thì để bỏ luật này đi. Để cho để... giảm sức mạnh của địa chủ đi đúng không? Đúng rồi. Cái luật này nó cung cấp cho gì, cho cái gì cho bọn địa chủ? Nó cung cấp đây là cộng 25% sức mạnh political strength cho bọn địa chủ, đúng rồi. Cái này tức là kiểu như là cái hiệp định về chia đất đúng không? Tức là nó sẽ chia cho bọn... Phải đâu, đây là bureaucrat, nghĩa là hệ thống quan chức, bộ máy chính quyền, quan chức, bộ máy quan liêu của mình. Bộ máy quan liêu mình của mình hiện tại Mình phải bỏ sang bầu cử đúng không? Bộ máy quan liêu hiện tại của mình là bầu chọn quan chức ở dựa trên sự sắp đặt, dựa theo gọi là chỉ định hoàng gia, gọi là hoàng tộc, dòng tộc của bọn quý tộc.
chưa đủ, chưa đủ. Đấy, Hereditary Bureaucrat ấy. Rồi, cái thứ hai là cái Economic, qua mục Economic ấy, bảng thứ hai. Không, tức là cái này thì là chuyển sang cái nào? Cái này chuyển sang Appointed Bureaucrat. Tức đấy, là cái gì? Đấy. Đấy. Cộng trí thức đấy. Ừ, đúng rồi. Cái này là sẽ tăng thêm mình 25% taxation. Ừ, hợp lý. Đấy, tăng khả năng thu thuế. Ừ. Nhưng cái này chắc chắn là phải thực hiện. Rồi. Lần tiếp theo mà cần phải để ý là Economic System. Bảng thứ hai. Bảng thứ hai, đấy, dòng thứ mấy? Đấy, dòng đầu tiên. Đây. Dòng đầu tiên quan trọng nhất luôn, đúng rồi. Cái này Tradition là trừ thuế phải này. Xóa. Ừ, cái này phải xóa. Đúng. Để chuyển sang một là Agrarianism. Đấy, hoặc là thứ hai gì? Là phải chuyển. Đây là chế độ, là chế độ nông nghiệp. Ừ. Mình đấy, muốn thì... tôi nhưng mà tôi muốn phát triển theo hướng nông nghiệp thì chọn cái này đúng không? Hay là laissez faire ở đây. Laissez faire là chế độ kinh tế gọi là thị trường tự do cạnh tranh. Ừ. Đấy, thị trường tự do cạnh tranh người ta gọi là thị trường tư bản hoang dã đấy, laissez faire. Ừ. Lúc đấy là coi như bọn các doanh nghiệp tư bản cũng như tư sản nó thích buôn bán làm ăn kiểu gì cũng được mà không bị ảnh hưởng, không bị kiểu như là thị trường mở đấy đúng không? Giống bây giờ đúng không? Rồi. Thương mại tự do không, đấy. Thị trường tự do cạnh tranh của thế kỷ 19, tức là thị trường mà kiểu tự do, kiểu vô chính phủ, gọi là tư bản hoang dã. Đấy. Thì cái đấy mình cũng có thể hướng tới. Thế cái economic, cái... command economy thì sao? Command economy có vẻ bút ngon hơn này. Ừ, nhưng mà cái này là nền kinh tế chỉ huy. Cái nền kinh tế chỉ huy là nền kinh tế của Liên Xô đấy. Đúng không ạ? Xã hội chủ nghĩa đây không? Đúng rồi. Nhưng mà tôi đang muốn hướng tới xã hội chủ nghĩa. Đúng rồi, nhưng mà cứ từ từ, bây giờ làm sao hướng được. Phải đi từng bước. Là ông phải rồi, đầu tiên là cái này đúng không? Đầu tiên là cái economic kia cơ. Đấy. Economic kia, bỏ cái này mình nên, ừ, mình nên chuyển sang được agrarianism trước. Đấy, mình đã chuyển nhưng sang cái này trước. Bỏ qua thì chúng ta phải nghiên cứu được cái này. Ừ. Trong quá trình được. Đấy và trong này phải có bọn nông nô vào trong này à? Có bọn nông dân phóc đấy, bọn phải nông dân vào là... đúng không? Ừ. Thế cho tất cả, cho tất cả vào nhỉ? Cho tất cả vào thì nó sẽ giảm cái legitimacy đi, em thấy không? Ừ. Cái legitimacy đấy là cái chỉ số giúp cho ông có thể thông qua luật nhanh hay chậm. Nếu như 100%. Thế thì nội các lúc đầu là nên như nào? Nội các lúc đầu chỉ cần có hai thằng là thằng địa chủ này và thằng Mahayana Monk thôi. Thằng quân đội vứt ra, xong ông có thể cho thêm là Ruler Folk vào đây. Ok, sao? 3% là vẫn ok, xong rồi sau đấy chuyển sang lo. Đấy, thì bây giờ mình đang cần là giải quyết thứ nhất ấy là subdom, debt slavery. Thì tôi nghĩ là nên giải quyết phần subdom. Tại vì thằng subdom này nó sẽ đỡ khiến cho thằng địa chủ nó thằng quá tức giận. Thằng này sẽ bị trừ 6, âm 4 thì chắc chưa nổi loạn đúng không? Đúng rồi, âm 10 mới nổi loạn. Âm 10 là nó sẽ có khả năng để thực hiện cách mạng. Thế thì mình chọn xếp đông ngay từ đầu luôn đúng không? Đúng rồi. Okay. Phá bỏ chế độ nông nô rất quan trọng để giảm bớt sức mạnh của địa chủ. Âm 4 thì vẫn giải quyết, vẫn giữ được. Rồi. Tiếp. Xây dựng theo thì... là xây dựng. Gỗ trước nhỉ? Ông mình đầu tiên cần phải xây công trình Construction Center đúng không? Mấy cái là hợp lý. Tôi nghĩ là khoảng độ 14 thì nghĩa là 14. Lúc đầu mình xây khoảng 4 cái. Tăng thuế lên mắc đi. Ok. Mình chấp nhận tất cả mọi gọi cái là nông dân nổi loạn. Này đi. Cái ban đầu nó chỉ cho mình một số lượng tiền ít ỏi. Thì cô quên mất là mình cái lương cho nội các cũng giảm à? Giảm hết, vứt hết. Thì không cần. Cái giảm này có ảnh hưởng tới luật không? Không. Bọn nội các chúng nó chỉ... Bọn này nó cũng chưa nhiều. Bọn nội các là bọn đấy chúng nó chỉ giúp cho mình kiểu tăng thêm cái prestige thôi. Mà cái điểm đấy giờ mình chưa cần. Ok. Cái nữa là ông phải nhớ ấy, là mình cái điểm authority của mình về dùng để tăng... Thuế, cái hoàng không. Thuế mặt hàng với cả các chính sách thuế. Của tỉnh đúng không? Đúng rồi, chính sách của tỉnh, road maintain. Thế là cần 3 cái road maintain, 3 tỉnh chính của mình. Thế thì bớt, phải bớt, bỏ bớt thuế đi. Ừ. Bỏ bớt 2 cái luôn. Bỏ hết
bỏ hết đã, xem rồi xem xét lại sau. Tại vì lúc đầu nó chỉ vài trăm. Đối bên tên là sẽ tặng cộng thời gian xây dựng nhanh hơn đúng không? Đúng rồi. Cả 3 tỉnh luôn đúng không? Không, giờ chỉ cần 1 tỉnh thôi đã. 1 tỉnh thôi. Mỗi gì, giờ mình đã xây ở các tỉnh khác đâu. Rồi. Thì còn 728 điểm. Thì cứ những cái đất này mà tường nhỉ? Không, nếu mà thu thuế của Green thì nó sẽ không tốt lắm. Thế còn ghế cũng cùng... Lúc đầu cứ tốt nhất là service. Đấy, cái đấy dễ có nhất. Xong rồi tiếp theo đấy là liquor, tức là kiểu rượu đúng không? Đấy, opium. Opium là thuốc phiện. Đấy, xong rồi trà mới cả hai cái luxury kia. Đấy, đâu rồi. Hai cái luxury đấy, mình về sau muốn thu thuế nhiều là mình sẽ xây dựng càng nhiều nhà máy đồ gỗ nội thất với cả nhà máy quần áo. Thì về sau mình sẽ thu thuế được đến hàng triệu. Okay. Từ việc lại sử dụng các loại hàng hóa đấy. Đây là công việc xây dựng đầu tiên, là ông biết là gì không? Chạy gỗ giá đó. Giá hàng hóa. Ít giá hàng hóa trước đây. Hả? Xem giá hàng hóa. Cái đấy 4. Theo ấy, đấy. Xem cái nào đang giá cao nhất. Bấm market price, thấy không? Thì bây giờ hiện tại đây, tất cả các loại hàng hóa sản xuất này đang có giá rất cao bởi vì mình không sản xuất được. Cái thứ hai cái thứ hai là các cái loại hàng hóa khác, ví dụ như là hàng hóa nông sản luxury, hàng hóa nông sản luxury là gồm có nhá, như là opium, như là thuốc phiện, trà, cà phê, thịt, đấy, trà, thịt, rượu, cà phê. Bốn cái này mình đang sản xuất được, thì mình tập trung vào bốn cái này đúng không? Có bốn cái, có bốn cái không, tức là trà này, cà phê này, đấy, thuốc lá, đấy, với cả opium, tức là thuốc phiện. Thuốc lá là xì gà đấy gì? Tobacco ấy, tobacco. Là xì gà. Đúng rồi. Thì những cái đấy mình có thể sản xuất được. Là từ từ, bây giờ trước hết cũng đúng phải là trại gỗ. Trước tiên là mấy trại gỗ đây? Trước tiên là đầu tiên mình đang cần xây bốn cái kia đúng không? Rồi sau đó năm trại gỗ luôn. Ống xịt và làm chạy gỗ luôn. Làm chạy gỗ và cốt tông. Cốt tông mấy cái? Một cái luôn. Số gỗ và số cốt tông lên bằng nhau. Ok. Rồi. Gạo nữa. Gạo lên xây đủ năm nữa. Gạo ấy. Opium đấy. Bấm opium đấy. Đó. Có khi mình xây opium trước gạo. Opium trà với opium mình xây trước gạo. Xóa gạo. Xóa bố nó gạo. Giờ mình cần trà với opium xây trước gạo. À, ok. Bây giờ công việc tiếp theo là... Pao. Đấy, công việc tiếp theo là ngoại giao. Mình phải set up cái Declare Interest. Tôi set up rồi. Rồi. À. Tôi set up đơn hồi má rồi. Ừ, được rồi. Ok. Cái River thì... Rivalry, tất cả thằng Lào mẹ bố láo. Đó, Rivalry. Rivalry sẽ cho mình thêm nhiều điểm coi thằng Lào nữa. Rivalry đốt thằng Lào. Nó tưởng Rivalry rồi. Đây. Ừ. Ừ. Thế rồi. Buma với cả nhà Thanh thì kệ mẹ. Cứ làm thân với Buma với nhà Thanh trước đã. Ra thằng Buma ấy, nó rất dễ bị thằng Đông Hoàn tấn công. Đấy, nếu như nó bị thằng Đông Hoàn tấn công thì về sau mình rất khó để có thể thịt luộc được nó. Ông nhớ lần trước Đông Hoàn tấn công không? Bây giờ công việc nhá, về mặt chiến lược đầu tiên là thịt được Cam, sau đó đánh nhau với Thái. Đúng rồi. Đúng không? Lấy, cứ lấy Đông Dương rồi lấy Thái. Ra tôi thấy lấy Lào cho quan trọng thôi. Vì Lào mảnh đất nó cũng mẹ nghèo nghèo thôi. Quan trọng nhất là tỉnh Bangkok, Nakhonsi, Thammarat, Campuchia, đấy, Chiang Mai, xong rồi sau đấy Pegu với cả Buma, đây là những khu vực mà đông dân. Thì cái đấy là cái mình cần phải đánh. Mỗi một tỉnh đấy sẽ mất khoảng độ tầm 25 điểm infamy không hiểu. Thế tức là lúc đấy là mỗi một tỉnh đấy là mình phải chờ rất là lâu để có thể hồi infamy. Ông đánh xong hai thằng đấy, tôi nghĩ là ông sẽ đến khoảng 5860. Đến 1860 sau đó mình sẽ tấn công phần Philippines và thằng Indo.
Giờ trước hết ông phải bao lại đã. Muốn đánh thằng cam thì trước hết là phải thả tự do cho nó. Thả rồi. Grand Independent nhá. Rồi rồi rồi. Rồi ok, được rồi, được rồi. Okay. Bây giờ hiện tại là mình đang cần cố gắng xây thế nào thật nhanh cho mẹ đến kinh tế của mình. Hiện tại là 2,9 triệu đúng không? Cố gắng là đến năm 1850 mình sẽ đạt khoảng độ tầm 20 triệu. Lúc đấy chỉ có cách là đánh nhau liên tục. Dưới đây, cái dưới sao nào, cái dưới đây Cộng 60% gì đây? Là đang cầm 60% số lượng tù dân dân chúng à? là 60% số lượng những thằng slave ở trong xã hội của mình ấy, Tù ở nhân cái à? vùng tỉnh Hà Nam, không là slave đấy là bọn nô lệ, Nô lệ. 60% slave pop ấy ở Hà Nam sẽ trở thành bọn kiểu Phản bất đối. mãn, phản, Phản phản. cũng không sao, ok. Tại vì hiện tại số lượng slave trong xã hội mới ít, lượng ít lắm, chả quan trọng không. Nhưng mà tăng một độ trung thành của bọn này, Địa chủ lên địa tí. chủ lên một tí. Địa chủ nó đang cay, mình đang đưa ra những cái luật mà vi phạm Chồng với của nên mình nó, cứ làm thân với chồng nó trước nó. đã. Đang đang này, ok. Cái này thì lại cộng trừ thành công với cả tăng thời gian đấy hơn. Kệ 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 đó, Kệ. cứ cứ cái đấy thôi, cái đấy tốt nhất rồi. Bị xây dựng quân đội cái nhỉ? Cái này là những mặt hàng đang thừa thừa thãi nhiều quá này đúng không? Expensive là những mặt hàng đang đắt, Đang đắt ông vì đang thiếu đúng từ không? ông Đắt thiếu thì đúng thiếu. rồi. Đấy, muốn cân bằng lại một tí thì ông chỉ cần nhập một kiểu làm vài cái rốt nhập hàng. Đấy. Cứ cái nào Import nhiều từ tiền Mỹ. dương thì nhập đúng không? Đúng rồi. Import từ Tây Ban Nha, từ nhà Thanh thì tốt nhất. Vì import từ bọn nhà Thanh thì mình sẽ không bị Vận chuyển. tốn thuyền, không tốn thuyền. Thật ra convoy lúc đầu mấy cái này rất ít thôi. Đó. 10. Thì số lượng convoy của mình sẽ quy định khả năng giao thương của mình với thế giới ấy. Nhiều Chúng cứ thuyền thiếu thì cái gì nhập cái đấy, cứ thiếu là nhập chứ không cần phải quan trọng. Bây giờ nó đổi lại cái cơ chế để buôn bán này rồi, cho nên giờ vẫn xuất nhập khẩu lời á. Mà cũng nên xuất nhập khẩu, tiền đang phun mẹ rồi. Rồi. Có nên hạ bớt cái gì, có nên tăng thuế cái gì không? Tăng lại thuế cho cái này. Lần nào tiền cũng phun mà. Thì nữa ông xây dựng các kiểu lại tụt Thì cứ bật lên. ngay. Ok. Bật mẹ lên cho nó tăng với cái này này. Tí thôi, chả Ừ. đáng gì đâu. Đáng gì đâu. Lần nào kho bạc cũng phun mà. Để làm giá được nào. Đấy. Kho bạc phun thì tiêu bớt đi. Ba nghìn là mình tăng được một phát, 3.000 tiền là mình tăng được một phát sửa xây dựng. Nhiều con voi có nhiều khả năng là tắt đây, nó ghi cứ thiếu liên tục. Cái đấy mình bắt buộc phải thiếu rồi, bởi vì mình đang trong quá trình xây dựng, cho nên đâm ra là tất cả các cái nguyên vật liệu đấy đến Nhập từ một nhà Thanh là dễ. thêm một cái sửa xây dựng nữa được không? Cứ thừa 3.000 là xây một sở xây dựng. Thế thôi. Đấy, cứ thừa 3.000 là một sở xây dựng. Có nên làm thân với bọn Đông Bần không nhỉ? Đúng là không. Tăng thêm 50 điểm trung thành với cái bọn di dân. Vải nó 7 thiếu. tháng 5 rồi chuẩn bị đánh nhau rồi đúng không ạ? 20 20% khả năng thông qua luật, nhưng mà trừ ba cái invest group an toàn. Cái bọn trí thức là chưa cần làm đúng không? Đúng rồi. Chọn cái này nhỉ. Tức đúng rồi, bấm đi. Bọn trí thức chưa cần lắm. Để là nhau thôi. 5 tháng tháng 37 6 chưa? là 37 rồi, 37 rồi. Ok, đấy tuyển tướng. Đấy, hai thằng này thằng lão ngon. Và full là làm được 10% có off luôn là net này. hai. Ừ, full là mẹ cái chết tấn công.
Tuyển hai thằng luôn nhỉ? Tuyển hai ba thằng luôn đi. Ricky. Reckless. Thằng này là mạo hiểm mà. Đép trên rừng này. Thằng này đép trên núi. Ba thằng nhỉ? Ba thằng luôn. Bandit thì thôi nhỉ? Arctic Fool này, đấy, đúng rồi. Quật. Quật. Cứ xếp trước nhỉ, cho nó chắc. Sufficient Tag Capacity ấy. Cái đấy là những cái mà kiểu bạn ban đầu có chịu vãi cả đái. Thôi, lạc hậu thêm thuế này. Lên ban đầu lạc hậu. Ăn độ khó, giải quyết nhiều thứ. Ôi chết rồi. Nhanh quá, không để ý quân đội. Bật lên thôi, không sao đâu. Chết mẹ ông ơi. Ông ơi, như ông đang phải đánh nhau thêm với thằng Lào thì bấm vào kia mẹ. Đồng ấn, không sợ, đồng ấn thì nó không đến được đâu. Ừ, rồi thế thì thôi. Chỉ kịp thoải mái. Lại. Mẹ chơi nhanh quá. Bấm nhanh quá, thế là ý. Bấm để tốc độ. À, lúc đầu trò chơi ở ban đầu nó chạy nhanh quá, nhiều khi không không để ý, không kịp bấm. À, lẽ ra nếu mẹ thằng đấy bấm là sao một khi mình mẹ thêm như đó thế mẹ bồi thường chiến tranh. Nhiều khi chơi bọn nó còn cái này thằng Cam nó sợ quá nó còn đầu hàng luôn. Nó đầu hàng ngay từ đầu luôn. Thế càng tốt, mình đỡ tốn công với nhau. Thằng đấu ấn thì gọi là giúp trên, gọi là tượng hình, tượng trưng. Đấm bảo là đông ấn lúc đầu không có hải quân. Nên đâm ra nó sẽ không thể nào mà chở quân đến đánh nhau mình được. Và có nó tham gia vào lại là tốt. Chứ mà thằng Đại Thanh mà tham gia mới chết. Thường là Thanh không bao giờ tham gia lúc đầu. Không có chờ cái nào Infamy của ông mẹ cao quá, lúc đấy chắc chắn nó phải đánh nhau ở thằng Đại Thanh. Infamy tức là cái độ nguy hiểm của mình, đúng không? Ừ, tức là cái kiểu độ xấu xa. Mình hung hăng quá. Ừ. Đồng ấn vào thì mình xin ít tiền nó nhỉ? Mà nếu mà mình xin tiền của nó sẽ kiểu mất rất nhiều thời gian để đánh nhau. Ừ, thế thôi rất lâu ấy. Cái mẹ đó nhỉ? Của mẹ. Cái mẹ. Đó, đánh nhau cả mình thì nó cũng chỉ... Tại lúc đầu cũng đừng nên gái quân sớm quá, bởi vì gái quân ngay từ đầu ấy thì mình sẽ quân của mình lúc nào bị shuffle bao nhiêu phần trăm. Bao phần trăm gì? Cái, tức là shuffle, tức là phải chịu đựng cái attrition đó ấy, thấy không? Mỗi tuần là chịu 2% attrition. Cho nên đâm ra đến mà mình gái quân sớm quá thì mẹ nó cũng không hợp lý đâu. Cắt đi, cho chúng nó về, tức là cho nó vào mức độ standby ấy. Bấm vào cái chỗ đó, bấm vào đấy cho nó về nghỉ thì đã. Thế nào đến lúc cần thì mới cho ra với nhau, còn nếu mà cứ ở tiền tuyến càng lâu càng chết. Ok. Sau này khi là cái logistic của mình lên rồi thì lúc đấy mình không cần quan tâm lắm đến attrition nữa. Cái này kiểu như là phương tiện hậu cần đúng không? Nó không rồi. Ở dưới đó. Ignore, tệ mại. Cái này thêm được một... Mình chưa sản xuất được cái gì, những cái đấy nó cũng chả có ý nghĩa gì cả. Đấy. Gái quân thì vừa. Chứ chơi Campuchia là mình sẽ mất khoảng độ 2 tuần để gái quân. Sau khi đánh nhau bằng Cam xong thì ông phải nâng cấp quân đội thì. Rồi nó lên đời pháo, rồi sau đấy nhập pháo với nhau. Xây công cụ ở đây chị nhỉ? Chưa, bây giờ mình đang cần xây rất nhiều cái mỏ gỗ với cả cái cốt tông trước. Cam cũng có tận 33 tiểu đoàn rồi. Nó gọi toàn bộ quân nhà nó rồi.
thế là thắng rồi. Nhìn mẹ cửa, ấy chiếc bổ mẹ. Những quân đấy đánh nhau không phải quân của Cam mà quân của thằng mẹ Đông Bấn. Từ chờ tí đây. Hai bên phải nhau. Xếp lại quân. Em xem quân của thằng Đông Ấn ở chỗ nào thì mình sẽ phòng thủ. Đây, quân Đông Ấn ở trên này. Quân Đông Ấn ở trên này này. Thì sẽ cho cái thằng thủ đép này thủ ở đây. Đúng rồi, cho nó một thủ. Hai thằng này công xuống dưới. Ê, không, tí xem nào. Nó còn 1 thì gần 4. Đó. Đấy, thắng rồi. To công thoải mái. Nghiên cứu. Bây giờ mình đang cần đấy. Đúng rồi. Academy. Chúng ta không chưa bấm nghiên cứu đúng không? Ừ. Không bấm rồi. Chúng ta nghiên cứu cái gì đấy? Nghiên cứu cái xây dựng ấy. Ừ. Cái này này. Quy hoạch đô thị. Ok. Thế là bây giờ mình đang cần nhất là 10 nhà gỗ và 10 cái cốt tông. Coi cho nó xây đủ số gỗ cốt tông sau đấy thì chỉ cần thế thôi. Xong rồi sau đó bạn mình sẽ dùng thêm cái mốt đó là nguyên liệu cần những cái gì để ra những cái này nó dễ nhìn. Ừ. Chứ trước nó không có khó nhìn lắm. Không có khó gì. Đã biết là nó không biết là có cái gì. Ừ. Thế tôi dùng thêm cái mốt đấy. Add vào. Dễ nhìn hơn hẳn. Ôi, tôi chả cần nhìn, tôi nhớ luôn. Rồi, phải nhìn, không nhớ được. Thủ chặt chết chanh mà lại ngon. Mỗi lần tấn công cam bốt này không có vẹo gì. Có mỗi tại thằng mẹ Đông Ấn nó sao nó nhận giết. Giúp rồi. Ông đang để AI ở chế độ gì, mẹ chế độ mà kiểu khó với mình thì mẹ. Tôi cứ để mặc định nói, kệ mẹ. Chiến được Pompeii rồi. Pompeii chắc lắm. Campuchia là sở dĩ mình phải đánh trước bởi vì mình cần có một con đường đi sang Thái Lan. Phải thông qua Lào. Thế nên là sau khi hồi trước tôi nghiên cứu thì tôi thấy là tốt nhất là đi theo đường Campuchia để sang Thái là tốt hơn so với việc đi đường Lào sang Thái. Ừ. Lào nhiều khi mẹ bỏ mẹ đấy, đéo quan tâm luôn. Thế sau mình cho nó thành thổ địa. Ừ. Thằng Campuchia là rất quan trọng vì nó còn có một cái nữa đấy là nó có cái Angkor Wat. Kỳ quan. Ờ, nó có cái kỳ quan. Cộng 25 credit. Quan trọng phết. Credit. Cũng đầu tí. Đó là thuế, cộng đúng mức thuế. Ừ. Thủ chắc phết, mẹ Đông Ấn toàn pháo mà đéo vào được. Căn bản là vì mình có thằng tướng thủ và thứ hai là cái địa hình núi ấy. Địa hình núi được cộng 25%, địa hình rừng núi cực kỳ quan trọng. Xung quanh cục Đông Nam Á toàn rừng núi. Đây là tướng ngon. Là thứ hai là mẹ kiểu họ lại bây giờ ấy, bên nào phòng thủ bao giờ cũng được mạnh hơn so với bên tấn công. Nó chắc chắn là như thế rồi. Đây đúng không? Đúng rồi, Romantic Seed. Quân và dân Đại Việt chết hơi nhiều rồi đấy. 2 vạn người chết. 2 vạn là cái gì? Đồng bào, xương máu đồng bào.
Dân của ông bây giờ chết nhiều vì kiểu đời sống khó khăn hơn là so với chết vì chết chậm. Đấy, ông chỉ ở dân số của ông mà xem đang giảm hẳn hoi bên cạnh. Đấy, thấy không? Âm 0,37% một năm rồi à? Đấy, do đời sống quá thấp. Tưởng cả do chiến tranh nữa chứ. Thì chiến tranh thì vài ba chục vạn kia âm 0,37% trên 6 triệu số lượng rất lớn. Chết vì đói, bệnh tật vì do tỷ lệ tử quá lớn. Ok. À, Xong. quá thằng kia là xong. Tí. Bây giờ đang thiếu Bureaucracy. Đã thiếu điểm Bây giờ cần xây hai cái admin ở quân kim với cả một cái nhà máy giấy. Tôi nghĩ một cái nhà máy giấy nên xây ở An Nam. Một cái nhà máy giấy nữa. Khu công nghiệp à? Wow. Bây giờ chờ tí 53940 đánh nhau ở Thái. Xem Cái này liền điểm. nhỉ? Xem cái Infamy của mình là bao nhiêu, chắc là đang về không rồi đúng không? 6. 6, thế phải chờ một năm. Sau ở nhau với Thái Năm lo. 39 là một năm nữa, vừa khít. Thế là hiện đại hóa quân đội được chưa? Bấm hiện đại hóa này. Nhập Bên pháo. pháo. Thì phải nhập thêm Đấy rồi, nhưng mà sợ hết con voi rồi. 30 ở không đủ. Bấm đi, cứ bấm nhập đi, nó sẽ tự cân bằng không? British, Đức tôi nghĩ là nhà bên Hà nhập của Lan à? Anh Quốc, Hà Lan. Hà Lan có vẻ được sản xuất được nhiều hơn này. Cũng được, bấm đi. Cứ thằng nào cũng xanh, xanh đẹp nhất cái này thì cần xanh lớn nhất. 23 con voi thôi mình đủ. Con voi đấy nó tự động điều chỉnh, nó tự động điều chỉnh cho mình ấy. Ông không cần phải quan tâm đâu, ông chỉ cần quan tâm việc nhập cái gì của thằng nào đó. Đấy, còn nhập Tự số lượng san bao san ra, nhiêu tốt nhất là cứ dư ra là được. Nó sẽ, tức là máy sẽ tự động sang đều cái đấy ra cho mình. Thì bây giờ muốn giải quyết cái đấy thì mình đích cần phải quan tâm là mình nhập được số lượng bao nhiêu và mình xây thêm cảng, xây thêm cái port ấy. Đông Ấn đánh linh tinh ấy nhỉ? Không còn đánh, nó đánh tấn công mà tôn kia thì kệ bà thôi. Ăn cầu hòa đây, như một bên được không rồi có thể cầu hòa. Được. Mẹ, ở tí hết. Mình đang thiếu con voi. Cứ đặt thế là đủ rồi. Chờ kiểu chờ chắc mà đến tận năm nữa. Lái chắc phải mẹ đến năm 40 khi đánh nhau với là phải lọ. Là ngon. Súng. Cấp quân đội. Súng đấy cộng 5 tấn công cho quân của mình nào. Trọng phết có cái đấy thánh đánh nhau thắng tiền rồi đấy chưa Cứ kệ cho nó giảm đi. Chữ nhiều tiền quá làm gì đâu. Dĩ là mình bị thiếu cái kia là bởi do mình không chỉnh lại cái đấy cái này này có sửa method đấy Chưa dùng có lên lên cabin giấy. này. Cứ bấm dùng lên giấy đi, cứ bấm dùng lên giấy đấy thì tại vì thiếu giấy là nào chẳng nhập. Nhập từ 20. Nhà Thanh là tốt nhất. Luôn luôn là nhà Trung Quốc là tốt nhất. Cái hiệp định thương mại cha đe với bọn nhà Thanh thì có ý nghĩa gì? Lúc đấy nó sẽ mở cửa thị trường với ông. Thì nó Lúc đấy thì nó sẽ có lợi ích gì? thì đấy là hàng hóa của mình, của mình như là của thằng nhà Thanh nhập chung vào một thị trường. Ông hiểu không? Đấy, thuế suất các kiểu giảm bớt và như vậy dụ nhá, thằng nhà Thanh thị trường khổng lồ với gần 400 triệu dân. Đấy, thì lúc đấy nó thiếu rất nhiều thứ và lúc đấy ông chỉ cần sản xuất những thứ nó thiếu là ông đã có mẹ tiền đầy túi.
Đấy, nhưng mà chỉ có điều bởi vì mẹ thằng Nhật Thanh cuối cùng nó sẽ là đối thủ của mình, phải xâm chiếm, phải đánh nhau. Cho nên đâm ra là định thương mại nó cũng chỉ được một thời gian thôi, khoảng độ tầm 50 năm thương mại. Xong rồi đến khoảng độ năm 80-90, lúc đấy ông khỏe, có khoảng 200 quân, nó bắt đầu mẹ quay sang. Nên là thù hằn kiểu có nhau với Nhật Thanh. Thôi tôi chơi cái này, cái bản tôi chơi, cái phần màn, cái chiến dịch tôi chơi ấy, tôi còn được may mắn. Mẹ năm 60 ấy, mẹ thịt tới 3 tỉnh thằng Thanh rồi. Ừ. Cho nên đâm ra là quả sau phát đấy là Snowball khủng khiếp luôn. Đấy, giờ chơi mẹ đến năm 1911 GP 14 tỷ. Ngon đấy nhỉ. Snowball khủng khiếp luôn. Tại vì thằng Trung Quốc là có mấy cái tỉnh giàu vãi cả đái, 25 triệu dân. Đấy là, thế là tỉnh Quảng Tây, hai tỉnh An Huy, thứ ba là tỉnh Giang Tô. Sao tỉnh Giang Tây, Giang Tây tụt mất con voi này. Tụt con voi bởi vì do mẹ đang đánh nhau ở thằng Đông Ấn, nó cho tàu thuyền của nó ra để thịt con voi của mình. Ừ. Mãi mà chưa hòa được nó nhỉ, chó này. Chờ lâu lắm, cái đấy chờ chắc phải hết năm nay. Vì nó thế trên là mỗi lần nó tụt 0.4 điểm. Tụt lâu ấy lị. Bây giờ mình đang chỉ cần quan trọng nhất, thứ nhất là có cái nhà máy giấy, sau đó xây một nhà máy công cụ. Xây một nhà máy công cụ và sau đó nâng cấp đốn gỗ. Đấy, chắc chắn xây nhà máy công cụ của Tolkien. Một nhà máy công cụ, sau rồi xây thêm hai cái nhà máy gỗ, quên là cái nhà máy sản xuất đồ gỗ với cả quần áo ở An Nam, ở Mekong. Thế thì cũng phải áp luật rock cho nó chứ. Đúng rồi, tính sao? Do biết tại sao cầm cái luật đấy không? Bởi vì do thằng tổ tiên của thằng An Nam của mình ấy, nó có cái trade là Indo-Chinese Forest. Ừ. Trên đấy tăng sản xuất gỗ nhưng mà nó lại làm chậm cái quá trình xây dựng đi. Nó mới ít thời gian. Nói chung ban đầu cái đấy nó cũng hơi bị gọi là cuối. Khi thằng Mekong nó có cái trade Mekong Strait Delta tăng 15% agriculture. Đâm ra mẹ thằng Mekong cho thành nơi mà sản xuất đồ nông nghiệp. Có giấy rồi. Có giấy nhưng chưa có người làm việc. Rồi, ok, đã, đẹp rồi. Người thông qua luật vào này. Okay. Luật tiếp theo đây. Thằng này âm mấy rồi? Âm 3, ok, không vấn đề. Rồi tiếp theo luật gì đây? Bây giờ tôi nghĩ là Harry, quên là Traditional Lead mình chưa ấy được đúng không? Ừ, chưa được. Thế nào cái thằng nâng cấp của mình thế thì thử thằng Jason Levy chuyển sang này đi. À, quên là Polis. Công an, local đúng không? Cho local đúng không ạ? Đúng không? Công an này có tác dụng gì? Công an là giúp cho bọn... địa chủ cộng thêm sức mạnh mà. Địa chủ, đúng rồi. Địa chủ cộng sức mạnh càng tốt, cho nó cộng sức mạnh mới ít để mình còn thông qua các luật khác. Cái này, cái Polis của ông chắc chắn là mắc đầu tiên này. Công an, an ninh là mắc đầu tiên trong cái institution của mình ấy. Nhớ không? Nhớ. Đấy. Mắc lên nhưng mà toàn thể nó cộng sức mạnh cho địa chủ thôi. Cái sau mình lại đổi nó sang thành Police Force, Dedicated Police Force. Nên là mình sẽ chuyển sang loại cảnh sát chuyên nghiệp. Bây giờ mình đã cần cái đấy trước để bọn địa chủ nó đỡ phản. Vì không được để cho bọn địa chủ nó phản xuống âm 10. Nó phản thì phiền. Không? Không được để cho bọn địa chủ nó xuống âm 10. Quân đội nó dương tốt. Tí nữa sau khi mình có được cái Romantic Seed thì mình phải quay ở lại để tìm hiểu việc khỏi đấy đi, đúng rồi. Mình có Romantic Seed xong rồi mình phải quay trở lại để bỏ cái mình kinh tế traditional. Cái này không hiệu quả thì bỏ đi nhỉ. Bởi vì khi mình nhập giấy rồi, mình có sản xuất giấy rồi. Thì mình không cần nhập nữa. Ừ.
chờ lâu. Cần phải lâu đấy. Đã lâu. Có khi có những cái lúc mà bây giờ mình đã xây dựng theo kiểu gọi là mẹ xây dựng kiểu đời một. Thì sau nó mới nhanh nữa. Tôi nhớ là lúc tôi chơi tầm 5-50 thì mình sẽ cố gắng làm sao để xây dựng 30 điểm. Ừ. 30 điểm xây dựng. Từ giờ lúc đấy mình phải nâng cấp được cái xây dựng đời 2. Ừ. À, xây dựng đời 2 thì cần là có sắt với cả công cụ. Sắt và công cụ hai cái đấy thiếu. Bây giờ hiện tại cái vùng An Nam này tôi nghĩ ông nên xây dựng cái mỏ sắt, mỏ than với cả gỗ. Cứ thế ạ. Có công cụ rồi. Không đấy. Cần phải... công cụ rồi thì mình cái này chuyển sang. Đừng chuyển vội, đừng chuyển vội. Chuyển trò chuyển gỗ trước kìa. Báo gỗ trước kìa đấy, công cụ xây dựng gỗ ở đấy. Thôi dùng gỗ xịn luôn đi. Gỗ xịn để đóng tàu được rồi. Ừ, tại vì nếu như có gỗ xịn thì mình không sử dụng thì nó cũng bán được. Rồi, nghiên cứu tiếp cái này đúng không? Ờ, cái không, cái colonialization này. Bây giờ tôi nghĩ ông nên thử đi ra đường là mẹ ăn thuộc địa ở ngoài trước. Nhưng mà kể cái nhưng mà này... cũng phải bắt buộc phải ăn thuộc địa thì mới giàu mới top 1 chứ đúng không? Nếu mà đánh kiểu phong kiến bình thường đánh chiếm đất thì không top 1 được. Top 1 hay không là do ông mẹ đánh chiếm ở Trung Quốc bao nhiêu thằng Trung Quốc. Ông hiểu không? Bao nhiêu thằng Trung Quốc, bao nhiêu thằng Ấn Độ, mình... mấy cái tỉnh, tao lại tí. Trung Quốc ấy, nó có những cái tỉnh này là, đấy, cái tỉnh ông chùa chỉ vào ấy, đấy, Quảng Tây này, đúng không? Xong rồi tỉnh ngay phía trên của nó nữa, đấy, Quảng Đông. 5 triệu dân, tỉnh một tỉnh trên, nó đã nhiều dân trên bao nhiêu rồi? Ừ, ông bấm chỉ population nó mẹ toàn trên 20 triệu, rồi mười mấy triệu, bấm population nữa. Đấy, mẹ 20 triệu, đấy không? Quảng Tây của nó 20 triệu. Biết Quảng Tây ở đâu không ấy? Đây Vân Nam, đấy Quảng Tây đấy, ừ. Đấy là 20 triệu. Giang Tây là thằng từ 14, 16 lên 20. Kệ mẹ đấy, thằng là Giang Tây. Giang Tây là 25 đấy, triệu. Bọn đấy giàu thì là đúng rồi. Ừ, nhưng mà chỉ có điều ấy là bọn Trung Quốc ấy, chúng nó cũng bị dính cái chế độ thu thuế như mình. Nên dân của chúng nó không phát huy hết sức mạnh. Trừ 10% cộng cái gì đây, trừ 10% gì đây là 10% bọn nó radical, à 10% success, nghĩa là 10% khả năng rồi cái luật này được thông qua thôi. Movement cái này là thế giới đây à? Xem chọn không thế giới political movement là phong trào chính trị đây là không, cái này là tăng thêm là có 25% cơ hội thì mẹ nhiều khả năng là trừ 15% success 5% có 25% cơ hội tăng khả năng thôi, chọn cái trên đi. Chọn cái trên đi. Đâu vẫn hòa nào tôi đây. Ok. Rồi, xếp theo chuẩn bị đánh nhau Thái Lan này. Quân đội Thái Lan. Ok chưa? Ok rồi. Ok rồi. Nếu mà sợ thì có khi xây thêm ít nhà lính. Giờ mình là 59. Còn của thằng Thái Lan là bao nhiêu? Là nếu mà giả sử muốn thắng chắc chắn thì phải huy động toàn quân, toàn dân. 59. Còn nếu mà quân của nó bây giờ hình như là không có pháo. À, xếp lại phát xong rồi sau đấy lại. Trai nhau ơi, xếp lại phát xong rồi. Đang xây một nhà lính nha. Đến thế của anh còn lâu rồi xây xong. 59 tiểu đoàn, 3 sư đoàn, 60 không nhỉ? Ăn thắng. Hả? Nếu mà cần thì huy động thêm quân, tức là kiểu đốt, huy động quân địa phương. Dự bị. Ngồi huy động dự bị. Sau lại xếp lại rồi tấn công thôi. Võ Thái. Thái phải đánh vài lần. Bây giờ việc đầu tiên là chọn tỉnh đấu tấn công, đầu tiên là Bangkok. Chiếm một lần một, chiếm luôn Bangkok với cả này luôn à? Ba tỉnh này. Đúng rồi, chiếm ba tỉnh đấy luôn. Làm một giải. Rồi.
À, ok. Edward Gold này, Conquer State. Chọn Nakhon Sintamara. Bấm mà nó không chọn cho mình. Đó là vừa chọn đúng cái tỷ kia cơ. Đó, thế thôi. Từ từ xem nhá, mình còn 19 điểm nữa. Notorious rồi. Thôi. Không sao. Không, ừ. Nếu mà mình thêm được một tỉnh nữa ở Malaysia tốt. Tại vì lúc Malay đấy mình sẽ có đường bộ. Ừ. Ở đây cái Malaysia ấy, đấy, đấy đúng rồi. Sau đó mình sẽ xâm lược Johor. Không cần phải xây thủy quân. Damit Malaysia. Mẹ ngồi cầu nguyện nha, mẹ những thằng khác đéo vào. Đấy, chắc ông phải chuẩn bị bấm huy động thôi. Ừ, để qua cái này là. Ừ. Đến khoảng độ tầm dưới đáy em tầm thái là có bao thằng xem giúp đỡ. Bàn đuôi đi. Rồi, bấm đó. Trừ tiếp của bạn này. Thì đã trả mấy không? 2 điểm. Ôi, số bọn này vào đây. Đông ấn. Đông ấn. Vẫn chơi được. Khó nhận định nhỉ. Xây gì tiếp nhỉ? Kiểu cảm giác ông thử cho tôi thử. Bây giờ nếu như ông chỉ bắt 3 tỉnh thôi thì nó sẽ... Thằng Đông ấn không biết nó có nhảy vào hay không. Đã chiếm Bangkok thì kiểu gì nó sẽ vào thôi. Ừ. Chỉ sợ đánh nhau đéo thắng được cái gì. Đéo thắng, tôi sợ đéo thắng được quả. Thật. Đánh thử đã. Đánh thử xem nào. Giờ huy động. Được nửa cô này thì huy động. Ý tôi là huy động quân toàn bộ quân dự bị ấy. Bấm ngay. Nó mới huy động cho ông, còn nếu ông không bấm thì mẹ nó đéo huy động đâu. Chuối xây không? Cái nào nhiều tiền thì xây, cái nào trên 1.000 thì xây được. Nhưng mà từ từ, mình thấy được xây vội ấy. Xét công trình đến nơi rồi để xây. Thế thì ông xem cái mặt hàng nào đang kiểu được nhiều tiền nhất đấy. Cứ bấm, không thì bấm vào xây dựng ấy. Bấm vào cái búa xây dựng ở dưới cùng đấy. Chỉ ở từng công trình một. Cái này là 1K3 đúng không? Revenue 1K3. Đấy, Opium 1K31 kìa. Tobacco đấy, còn mẹ Tobacco 1K75 kìa. Nhưng nó ở Cambodia. Mình đang muốn xây ở Tân Kinh gì? Xây ở Tôn Kim thì bây giờ mình xây chuối hoặc là xây Opium. Thuốc phiện này, tôi nghĩ ông nên xây thuốc phiện này. Thuốc phiện 5 xây tập 5 cái nữa, xây 5 cái nữa, thiếu gì vậy? 5 cái nữa sợ thừa cho nó. Không. Nó chả giảm giá đâu. Thuốc phiện này không giờ mà thiếu giảm giá đâu. Chuẩn bị ốc quân không ơi, không kịp. Mobilize toàn quân luôn. Mobilize nốt cả lực lượng dự bị luôn. Đấy là ông xây chứ không phải là ông mobilize đấy cháu. Ơ, thế à? Đây. À, còn bây giờ theo đúng kế hoạch đầu tiên là phải làm gì? Mặt trận có một mặt trận này đúng không? Hai thằng là gắn vào mặt trận Thái Lan đâu, sau đấy một thằng gắn vào Champasak. Là Mountain thì đánh ở Champasak à. Đấy, thằng này cho phòng thủ. Hai thằng phòng thủ trước. Thằng này phòng thủ ở mặt trận này. Ừ. Thằng tấn công ở Champasak. Ừ. Đấy, đúng rồi. Tấn công.
Đúng rồi, nó có mountain, có bar expert, trong khi vùng trang bao sát cái được tính là đồi núi. À, trận này đang hơi căng. Đông Ấn chưa mang quân vào đâu. Mau vào. Nó mang rồi, mang 13 đạn. Nó mang có 13 đạn rồi. Ừ, ngon, thắng. Ông ơi, trả lương cho quân lên mắc này, để tăng conscription. Được chết. Chó này luôn. Hại nhất là bạn gặp phải bạn bọn đầu gần nó chạy sang rồi chúng nó là bạn xịn quân xịn hơn mình. Đó. Là nó sắp kiệt quệ, mình đã toi kiệt quệ, khoảng ngoài. Tí xem mẹ các trận đấu diễn ra như nào. Cứ bình tĩnh thôi. Đúng rồi. Đánh trận là không vội nữa. Bọn Thái như không đánh nữa sao ạ? Không tiến quân nữa. Không tiến quân thì mình trích một đạo ra để tấn công cho bằng được trang bao sát nhé. Thằng này nhỉ? Không, thằng này đến để phòng thủ. Mùi ăn lê đấy. Thằng này mặt trận trang bao sát nó đó mày không ổn như lắm. Bọn Thái chắc không công được. Hay là không công hả? Tôi nghĩ không công được. Nếu mà chỉ một mình quân Thái thì chắc không công được. Sợ là sợ rằng ấy thôi, tặng đấu ấn thôi, chứ còn... 100% chiếc kết này. Xe đấy, ok. Trên đây rồi. Phía trên này, phía trên 15% rồi, đấy. Đấy. Khó công từ không rồi, bây giờ thế thì nếu thế thì bây giờ có khi phải đổi lại kế hoạch các bạn. Thủ ở đây xong rồi công ở đây. Đúng rồi, thủ ở trang ma sát và tấn công rồi. Chứ còn bây giờ nếu mà tấn công ở đây thấy có nhá quá. Cần gì để đánh xong cái trận này đã. Cho tôi nào thủ đi từ trang ma sát là hơi khó. Cho thủ ở đây để câu bọn đông ấn ở đây. Đúng rồi. Một đạo thủ ở đây và một đạo công. Tao đây là thủ đúng không? Sẽ không các bạn. Ừ. Bùi Anh Lê công ở đây. Bùi Anh Lê đang công ở đâu? Nó đang công ở trong sát ấy. Bùi Anh Lê là công đúng không? Đúng rồi. Đét chứ. Công thôi. Công lên. Tấn công ở mặt trận của thằng Thái Lan đấy. Vừa mới là công rồi à. Mình mạnh hơn quân Thái một tí. Ừ. Là thua tôi cái thằng Đông Ấn. Chiếm mẹ vào Đà Nẵng hơi khó đó các con ơi. Cứ giữ đất này, câu bọn Đông Ấn ở đây. Mình tiến quân vào Bangkok. Sao? Đúng rồi, mình tiến quân vào Bangkok.
của Đại Nam mà vẫn khỏe hơn. Thằng Đông Ấn sở dĩ tuy công 40 nhưng mà chắc có thiếu thuyền. Nghĩ thế với thiếu thuyền nó sẽ bị kiểu moral nó không đủ do bị thiếu thuyền. Nó mang không nhiều quân tới. Nó mang có 13 tiểu đoàn thôi. Nó không thể mang nhiều hơn được bởi vì không cần nó. Nó có 13 tiểu đoàn đi đường biển. Nó không cần đi đường biển, nó không thể đủ quân. À, quân không, nó không đủ thuyền để mang quân tối đa quân. Thằng Đông Ấn rất thích can thiệp đây. Bây giờ nó yếu rồi, ông thấy không? Giờ chúng nó tấn công, một lần tấn công của nó chỉ được có 1 đến 2 con đánh nhau 18 con của mình. Mình cứ cho bọn Đông Ấn Slay đây đi. Xong rồi chúng ta hai sư đoàn kia đánh mẹ nhau ở đây. Đánh mẹ nhau bằng cấp. Chiến thuật này. Không công được thì thủ. Không thủ được thì công. Linh hoạt. đấy nó gọi là chiến thuật yếu đánh mạnh, nó phải linh hoạt. Bao bao tướng bao tới đêm thì đang 118 điểm authority à? Ờ, cái gì dưới phát lửa bố mẹ được đồng nào hay đồng đấy, được đồng nào hay đồng đấy. Đánh trận nó phải linh hoạt. Thủ được không đây? Lại cho này 3 năm căng nha. Nhà thắng. Thế biết thằng nào thắng nào thua? Thì không thắng thì thôi. Bởi vì 10 năm là thế tấn công. Đó là nửa bùng rồi. Đến đây, đến mà mình không thắng ở đấy thì thôi. Qua. Đấy cũng không phải mặt trận mình cần. Ông ơi, từ bao giờ như chỗ đấy là quân của thằng Đông Quần đúng không? Thằng Đông Quần nó đuổi quân mặt trận đấy rồi. Không. Nó vẫn ở đây. Đông Quần vẫn ở Champas. Champas sao? Không sao. Bình tĩnh. Mặt trận này vẫn ở Thái. Quân nó nhân số đông. Cái chỗ này mình phải để hai sư đoàn công nhỉ. Thằng này là Bùi An Lê à? Thằng bạn. Thằng nào đây? Thằng phía trên đấy. Trần đấy. Phạm, để sang công đi. Ông. Đông Ấn tuổi lầu. Cầm chân mấy con chó đấy ở mẹ Lào. Anh em ta tiến vào Bangkok. Nó lấy được Bangkok rồi đấy chứ. Tiến được rồi à? Đùa đâu. Chắc chắn là nó mất thủ đô, nó sẽ ai hao sừng rất nhanh. Một lúc ở hết Ao Sơn này, nó cướp lại Bangkok rồi kìa. Nó cướp lại Bangkok à? Bởi vì mình thua đấy, không sao. Cứ cầm chân Đông Ấn ở đây. Ui, đại chiến này. Đại chiến. Trận này đại chiến lại thua anh. Để xem nào. Tôi biết là thắng thua. Rồi, thông qua lượt đấy rồi. Công an rồi. Lượt gì tiếp rồi? Xem từ, mình chưa nâng cấp xong cái kia lâu ấy nhỉ? Cái gì? Cái nâng cấp Romantic Ship ấy. Rồi mà. Romantic Ship rồi mà. Thì tại sao mình chưa nâng cấp được cái kia? Chưa có người vào. Đội các chắc thiếu. Phải cho thằng Runeforge vào chứ đúng không? Thế chủ thử cho thằng Runeforge rồi. Cho được rồi. Mà mới chỉ unhappy rồi đấy. Chắc đây xin ông bấm vào ấy đi. Đâu? Economic, trên. Đấy. Đấy, chọn cái này. Chừng 5, ok. Thoải mái. Đấy. Xem đại chiến à. Mẹ nó chiến nó giữ băng cấp chắc kìa. Mình vẫn cầm chân bọn này ở đây vẫn thành công rồi, không sợ. Okay. Trận này Đại Nam thiệt hại bao nhiêu quân này? 4 vạn người. Mất xương máu thì mày có vinh quang thôi. Cái này bọn Thái Lọ này nó lại thành công thủ đây rồi. 10% con voi, ngon. Giờ đấy, chỗ đấy như là đang tấn công, dù đó là đang bây là bọn đang tấn công. Đó không chừng như là sắp xếp lại xem lại tướng tá phòng thủ nha. Tốt nhất để một tướng phòng thủ, một tướng tấn công vậy. Cảm giác một tướng phòng thủ, một tướng tấn công dễ hơn. Dễ tiến quân hơn.
bọn Thái và phải do nếu mà đánh nhau liên tục, nếu mà đánh nhau liên tục mình không kiểu không hồi phục kịp ấy. Thì mình tấn công quá nhiều quá nhanh mình không hồi phục kịp, cho nên tôi nghĩ bây giờ có khi mình nên để hai tướng kia phòng thủ cho nó hồi sức. Rồi nếu không bây giờ quân của mình cứ đánh nhau tấn công liên tục thì nó sẽ mau tổn sức. Lìn đá, nếu đánh thử ra là đá ấy. Thấy không, quân mình chắc chắn là được số lượng ít hơn. Nghiên cứu gì tiếp đây? Đấy, là infantry đi. Bắn ngồi à? Ôi, xây dựng này. Ông đi bao đây lại thua rồi kìa. Chuối phát lại đi. Xây một cái mình xây hai cái nhà ở An Nam, à quên, ở Bê Công nữa. Xây hai cái. Đấy là cái xưởng gỗ ở Tách Tai ấy. Không, cái nhà xây không. Cái xây đồ nội thất ấy, đấy. Đây để một K9 này, một K09 này. Xem cái nhà máy dệt, nhà máy quần áo gì bao tiền. Dưới. Đấy, cái này để một K35 này. Đấy còn nhà máy food kiểu lương thực. 1, 2, 3. Thì chứng tỏ thế thì xây cả ba cái này. Ở An Nam hết, ở Mê Công hết á. Đúng rồi. Tôi đề nghị. Đây đi. Đó. Tôi nghĩ bây giờ hiện tại đánh nhau đang căng thẳng không ạ? Có khi để thủ thôi, còn như thế này là ổn rồi. Bây giờ chỉ phải chờ một lúc nữa cho thằng Đông Ấn nó mẹ kiệt sức nó té khỏi cuộc chiến. Mà mình thủ thì thằng mình... Thái nó cũng không đánh cơ. Ông đang đánh nhau ở dưới kìa, thấy không? Đang có trận chiến diễn ra kìa. Chấp nhận đau thương một tí cho xem bằng chờ khoảng độ 4 năm nữa nếu để cho thằng Thái, à quên, thằng Đông Ấn nó té khỏi cuộc chiến. Không xem được cái điểm của thằng Đông Ấn nhỉ? Không, đó cũng ấy thôi. Ở đâu cái MacP để biết. Ui, nó chiếm được Đà Nẵng rồi. Không, một tí chả đáng gì. Mình đang nhiều moral, mình đang mạnh hơn nó này. Đúng rồi. Thôi. Nó cứ để một ông thủ lùng, công lùng, lùng một chỗ này. Tí thôi, chả sao đâu. Tí đéo với hai mặt trận luôn đi. Thế thì chia lại quân tí, chia lại cái một thằng phòng thủ ở đây đúng không? Đấy, cho nó chạy ra kia tấn công. Tấn công ở đấy, đấy tấn công ở trong Passat. Đấy, đúng rồi. Ok, thì đây là thế may của mình nhé. Đây kia thế may của mình nhé. Bởi vì bây giờ chúng nó ở đây có hai quân thì 31 quân này sẽ dẹp bọn loạn này rất nhanh. Thấy không? Thắng rất nhanh. Chà mất, quân Đông Ấn nó đi lên trên cái này bọn này bị toang ngay. Và mình sẽ chiếm lại đất rất nhanh. Có một đạn ở lâu đấy. Thấy không? Đó. Trên này, nhìn Đông Ấn đi rồi, Đông Ấn vẫn còn 10 tiểu đoàn đây này. 8 trên đất đấy. Ăn được nó không nhỉ? Đưa lại. Cái chỗ nào có thằng Đông Ấn thì phòng thủ. Còn chỗ khác là mình tấn công. Xem đã, nếu không thì cứ thử tấn công đi, xem như là. Mỗi lần thay đổi mặt trận ấy là cơ hội cho mình có thể chạy vào ít. Thử tấn công mặt trận này thôi. Trận Thái Lan cố gắng sao chiếm được Bangkok. Và trận Thái Lọ cứ thủ nữa. Cố gắng chiếm được Bangkok, cố không người mà mọi thứ sẽ đi tông đi biển hết. Chắc lắm.
Đáng lẽ lúc ở Bangkok chúng ta nên thủ, không nên tiến tiếp. Bộ chỉ huy lốt lại, bộ chỉ huy tính toán hơi sai lầm một chút, ra cứ đánh nghe. Chiếm từ trận đất Lào vào, cảm giác như quân của Đông Ấn yếu rồi. Đánh đúng đúng rồi. Đấy, ông nhìn đi, morale của nó xuất phát, xuất phát nó rất thấp, nó chỉ ở 40%. Bắn tí là nó chạy. Dù ba tiếng quân của mình công có 12, quân nó lại thủ 60. Công với thủ nó chỉ tương đối thôi. Quan trọng là có một loạt nhiều tố khác, ví dụ như địa hình. Địa hình 42, mẹ còn chưa chắc thằng nó. Thắng đấy, 41 thì chắc là thắng rồi. Tốt. Một mặt trận rồi à? Thế thì, bây giờ còn một. Hai công một thủ. Này là tấn công rồi. Được. Thằng này tấn công. Rồi. Thằng này often đánh tấn công trên đồi núi này. Mà thằng này đang đép rồi. Đây là một thằng tấn công. Đấy, 93 đấu 60. Cho Trần Phạm đánh. Ừ. Hai thằng này thôi. 93 đấu 60. Thằng Đông Ấn như bị quân nó bị đuổi về rồi. Ờ, xong rồi này. Ok. Được thông qua liên tục. Làm bê tắc station này. Lên. Xuống. Làm bê tắc station này. Xuống. Đó. Bấm vào đấy. Per capita. Ok, per capita thôi. Ok. Trừ 5. Ok, vẫn ok. Bấm đi. 5. Bánh thái thì vẫn anh được. Đông Ấn với cả vẫn còn quân ở đây. 8 tiểu đoàn. Không chia ra nhiều mặt trận mà. Không, mình nhập lại thành một mặt trận của quê 2. Lê công được tiếp không nhỉ? Công tiếp đi. Mình Lê công đang nhiều con luôn. Để một thằng Nguyễn Phước để thủ. Ừ. Cứ mỗi một trận thắng là mình sẽ chiếm một ít đất. Một sư đoàn thủ, hai sư đoàn công. Đấy, chính xác với thế. Giờ sao mà thằng Đông Ấn thoát khỏi cái thôi ở Thái Lan, chắc chắn nó mất đất, hết đất luôn. Ok, từ Fork Down. Hạ bệ thằng này, thằng nhà sư. Đấy, Fork Hill to Set Down, càng tốt. Thằng nhà sư, nó nên biến mất dần như là vừa. Đông Ấn thủ ở đây à? Quân Đông Ấn rồi à? Lực lượng Đông Ấn ở đây. Lúc tiến Bangkok thì nên thủ hợp lý. Đúng. Tôi nghĩ bây giờ nên phòng thủ ở đâu ạ? Tất cả cho phòng thủ hết đấy. Đánh này hơi leo thang trận chiến nhỉ? Ừ. Cho nó tấn công thêm một tí. Cho nó chết bớt đi. Máy nó sẽ tấn công bởi vì hiện tại giờ mình đang ăn đất của nó. Không công cơ. Đấy chờ một tí. Sau mình hồi morale. Em xem morale các thằng còn lại bao phát. Bấm vào đấy, cái cục xanh xanh ấy. Xanh, cục xanh xanh tất cả thằng xanh. Để cho tập công hết. Nếu mà xanh thì công hết. Bây giờ thiếu một loại đạo thuyền. Có thể móc lốp Bangkok. Ok. Lại gặp Đông Ấn rồi. Cay à? Vì mẹ gặp thằng mẹ kỳ đà cắn mũi khó chịu quá ấy. Thôi tôi định là như vậy ông, nếu mà như thế này nhá. Mình chỉ để hai đạo phòng thủ thôi, một đạo cho về nghỉ dưỡng. Đấy, chờ một khoảng độ 1 năm nữa thằng Đông Ấn nó sẽ tự động rút khỏi cuộc chiến. Cái quả chiến ở Bangkok chính là mẹ hơi sai khi không thủ. Khi đánh lại. Có đấy lên phòng thủ lại đi. Lại cái đoạn đấy.
sẽ cho mình sẽ cho một đạo thủ ở Champas để kéo thằng bọn đấy ở đấy, xong rồi hai sư đoàn rồi vào đánh sẽ hợp lý hơn. Bây giờ mày chỉ đừng có focus thì thằng phải là đừng có focus thằng mã lai làm gì. Bây giờ nếu mà ít thôi thì thằng kia nó có vào hay không? Đấy, khả năng con gì? Phải con vứt hai này rồi. Đấy, chờ một tí xem như nào. Để xây thêm opium ra. Ắc thuốc phiện cho tôi 10 nhà thuốc phiện luôn. Giờ đừng được quân thì lúc đấy phải làm gì không biết rồi, tức là mẹ active quân đấy, nếu mà mình không fabricate thằng kia khi thằng Đông Ấn ấy đéo phả thế là lại thành tốt, cố gắng xử lý thằng Thái Lọ cho khoảng 1-2 năm là đến tắm 41-42 xử lý xong thì cái năm tí đi đái phát đi đi. Chỉnh là cái mic đi ông ơi. Sao ông vừa bảo gì? Mic tôi bị rè á? Cái mic đi. Cái mic ông vừa để vào đâu nó cứ ó eo eo. À. Thì đá. Đây đây đây. Lần này không có bẻ thằng phá đám kia. Ok. Giờ trẻ em bạn quân đội đại nào không thịt rồi, quân đội Thái Lọ à? Thái Lọ thôi thì mình gọi hết mẹ quân dân quân lên này. Đây cho công tất. Có một thằng liên thủ hàng công. Mình hơn chúng nó ở chỗ là đấy lúc đầu có quả pháo. Mình có pháo, nó không. Có không. Máy nó không biết mua pháo từ thằng khác, mình biết. Hoặc là nó nghĩ là chưa cần thiết. Đúng rồi. Moran nó còn nửa rồi. Nên mình đánh dễ thắng. Còn mấy thằng kiểu quân đội chơi chuyên nghiệp chúng nó ấy, đánh nhau kiểu thua 1-2 trận là thua liên tục luôn. Trừ 50% tỉnh bị chiếm này, sĩ khí này. Và trận auto bị trừ 50 luôn.
Cộng 10% success này. Ok. Sĩ khí cực thấp luôn. Bắt đầu. Luôn hai chỗ công mình. Mình tiến vào Bangkok. Xong rồi mình phải cho một quân đoàn thủ ở Bangkok mới được. Sắc mảnh đất chả về gì, có gì giàu. Đấy cũng không phải mục tiêu của mình. Ở trong Pasak không phải trong mục tiêu tấn công. Bangkok đấy, được rồi. Ok. Tập 1-2 thằng thủ Cũng chỉ có một chỗ này thôi, thủ. Đấy cũng mới chỉ một mặt trận thôi, không phải hai mặt trận. Wow. Ok. Oh shit, tông thua. Thế thì thôi cho tất cả thủ. Thế thì là thủ được, thủ hết. Giữ gìn thành quả. Giữ gìn thành quả, chiến được Bangkok rất quan trọng. Một thằng công thôi. Quân vài ba trận như này chúng ta sẽ chết hết. Thủ hết đều ạ. Anh cần công rồi. Công để làm gì? Chưa được, cái đạo này nó đang đánh. Nhưng cái đạo đấy, đạo đang tấn công của mình. Đánh xong mình sẽ cướp lại những ít đất. Đấy, cứ thế bố trí phòng thủ thôi. Đấy là tụ điểm rất nhanh. Không, đấy, thủ thôi. Không chả dám công đâu. À, công, tấn công, công căng. Mua. Mình thủ trung bình 16. Ui, vẫn lìn. Vẫn lìn. Trận đánh rồi bạn. Thì phải cách cướp lại Bangkok. Còn mẹ chó này. Nó chiếm lại được Bangkok có nhục chưa? Đốt lại thằng trước. Đốt lại thằng trước rồi. Nốt lại thằng trước làm gì? Đốt lại thằng trước làm gì? Đấy, thằng trước của mình là đang giữ Bangkok. Thì mình vẫn đang thủ để mà. Không, thì mình cứ để chế độ như cũ, tức là một thằng công hai, một thằng công hàng thủ. Không như là mất Bangkok là lại mà chiến tranh lại tiêu hao kéo dài này, như thế rồi. Đốt lại thắng trước. À, thằng mấy đây? Thủ 5. Mẹ, cái thằng Thái Lan nó toàn quân nó cướp thủ đô mới nhục chứ. Đấy, giờ giữ nguyên như này đúng không? Giữ nguyên như này đi. Giữ như này đi. Đừng chuyển nữa. Cái này mình công. Không thua. Mình không thua. Mình cần chứng nhận ở chỗ là mình cần... Mình cứ giữ được thủ đô càng lâu càng tốt. Rồi. Tốt. Tốt. Tốt lắm. Đánh nhau như chỗ mẹ lão nháo lơi ngơ đi. Lượt sau đến lượt tao giữ là được. Lượt sau đến lượt mình đánh này. Chiếm được tiếp ở chỗ bằng công nữa thì đẹp. Đẩy bọn nó ra xa khỏi thủ đô. Nó đang bắt đầu âm rồi à. Rồi, trận đánh lại tiếp tục. Đây là mình công. Không sợ. Mình công. Cái mẹ. Thế tốt. Chỉ sợ nó công bằng cốc thôi chứ còn. Ông, bây giờ nó bắt đầu bị tụt điểm kia rồi. Bây giờ nếu mất Bangkok thì cái điểm này có tụt tiếp không? Không. Không. Nó sẽ tụt chậm hơn. Chứ nó không còn ví dụ nữa. Công tiếp à? Thật là đấy.
mình đánh đúng không? Mình đánh thì toàn thua thôi. Đấy, đúng rồi, mình đánh toàn thua nhưng mà bù lại cứ chỉ cần kéo câu giờ càng lâu càng tốt. Câu giờ là chính. Đó, âm một lúc rồi nó sẽ mẹ tự chết. Đứa hiểu tại sao mà quân bị thua một cách thảm hại như thế. Moran thấp quá. Rồi, tốt. Tấn công và tấn công toàn ở cái chỗ nào. Đúng không? Bạn tấn công toàn ở cái vùng khỉ ho cò gáy. Còn mình thì gần giữ được bản yếu địa thôi. Đội này thì không phải bọn Thái, bọn này bọn Trăng Mai. Bọn Trăng Mai được chỉ đạo ra đây đánh. Ok. Hết xây dựng rồi kìa. Ok. Tính ra nếu mà bây giờ sau khi đánh trong Thái Lan thì mấy tỉnh này GDP mình sẽ lên vào tầm hơn 6 triệu, 7 triệu. Khá ổn. Tôi nghĩ cố gắng làm sao cho dân mình lên khoảng tầm trên chục triệu. Thì công với thủ đó. Mình đang thua, mình đang công thu. Không sao, cứ câu giờ thôi. Cần đéo này. Đang công thua. Để bù lại mình giữ được Bangkok. Âm đến 79 rồi. 2 ngày, 3 tuần nữa là xong. Ui, may quá, Bangkok vẫn nằm trong tay. May quá, ôi, ngoài vẫn trong tầm tay. Ok, tuyệt vời đấy. Đấy, nó công ở đây. Mình lại này, thủ lấy lại. Tuần sau mình lại công tiếp. Nó âm 83 rồi. Qua 100. Rồi mình lại công thua ở đây. 15% sắc ghét này. Ok. Đó. Áo rồi. Trời xong rồi. Đại Nam chết 6 vạn người. Nhưng mà lấy được rất nhiều đất. Lấy được. Ông vừa tính đây á. Bangkok phải 2 triệu dân. Nakhosi thêm triệu nữa, 3 triệu cộng thêm đất của Campuchia. Rồi, mình công, mình công. Ok, đấy 10 triệu dân rồi. Đấy là đủ tròn 10. Tuyệt vời, ăn mừng chiến thắng. Victory. Phục hồi đất nước. Phục hồi cho khoảng độ tầm 5 năm. Đó là nổi loạn kìa. Nổi loạn này đâu đấy? Nổi loạn miền Nam. Nổi loạn đấy. Nhưng mà nổi loạn này nó, nổi loạn đấy nó có đạt đến 100% không? Sợ là không. Đến 80 thôi đúng không? Ok, thoải mái, cho nổi loạn. Bây giờ mình cần, thứ nhất là mình cần phải tăng số lượng này lên, tăng cái giấy của mình lên, cái bureaucracy của mình lên. Tiếp tục xây giấy ở đây à? Không, bureaucracy là cái nhà admin ấy. À, mỗi tỉnh một cái nhỉ? Mỗi tỉnh, bé nhất mỗi tỉnh một cái. Hoặc không thì đừng chơi giàn trải. Tôi nghĩ ông nên tập trung cho Tolkien với cả Adam trước. Tolkien là 4 rồi, CC là bao nhiêu là hợp lý? Thêm cái nữa đấy. Bởi vì bây giờ cái chế độ thu thuế của mình ấy, ông bấm vào overview vào xem. Thu thuế của mình giờ đang âm. Đó. Hả? Thuế của mình đang âm. Ờ. Thuế ở từng tỉnh ấy. Taxation ở từng tỉnh, đúng bấm vào tỉnh, bấm vào tỉnh. Biết rồi. Ông này thì... đấy. Đấy, đúng rồi. Nhìn đây cũng ra mà. Mình đang cần làm những cái nhà đấy sẽ giảm cái âm đấy đi. Còn về luật pháp của mình là phải tăng mức độ thu thuế lên. Đấy, cái traditional là ok. Rồi, tiếp. Đợt gì đây? Chọn cái law enforcement ấy. Đây á. Ừ. Đây. Ok. Law enforcement này thì sau đấy mình có thể đổi luật từ local police force lên dedicated police force. Thì sau đấy mình mới có thể gọi là nâng mắc cái pháp an ninh lên được. Thái lọ bây giờ thành một nước yếu rồi. 600.000 dân. Còn Lào nữa là để đủ Đông Dương rồi. Dạ, tôi nghĩ không cần Lào đâu. Nhưng mà nhìn nó ở giữa ngứa mắt. Để. Mình cần quan tâm đến tỉnh Đông Dân, mình đấy cần quan tâm bọn ít dân. Sau này mà cần phải đánh ở Chiều Mai.
Đó là chinh phạt Chiang Mai bắt buộc phải chiếm bởi vì nó có mỏ trì. Mỏ trì Mã Lai cũng có. Chỗ này mỏ trì ở Malaysia, Malaysia cũng có. Tức là trì mình chưa cần quan trọng lắm. Thì sau cũng vẫn phải chiếm. Cái quan trọng nhất của mình, cái quan trọng nhất bây giờ là gỗ, vải, sắt và công cụ. Gỗ đang không ấm lắm. Đấy, áo đang thiếu rồi. Bây giờ thiếu mọi thứ. Chờ một tí thì cho cái tiền kia nó lên thì mình chắc tôi nghĩ ông phải thêm một hai cái nhà xây dựng. Ông đang xây chuối đúng không? Chuối. Chuối với cả gồm bây giờ nhân. ở Hà Nội tức là ở tôn, mỗi một tỉnh mình chỉ xây 2-3 loại nông sản thôi. Hai ba loại nông sản ở đây tại 4-5 loại rồi này. 5 loại rồi. Rồi, thông qua luật tiếp rồi. Ở bờ lo đấy, bây giờ xem làm thế nào để đổi cái traditionalism kia sang traditionalism ấy, đấy. Nghe này phải cho bọn nông dân vào. Nhưng mà nông dân nó đang tức. Nông dân đang angry. Thế cho bọn thử bọn khác vào được không? Chưa được đúng không? Chưa được. Angry thì là không được rồi. Đúng rồi. Angry thì sẽ không vào đâu. Đấy, sau khi đổi xong thì mình giữ được khoảng độ 5.000 tiền. Xây thêm hai cái nhà ấy nữa. Bây giờ cần xây thật nhiều các loại nông trại kìa. Thiếu cái nhà... cái nhà an min đấy. Thiếu cái nhà đấy rồi ạ. Tôi ông đuổi cái ở trong cái phương thức sản xuất của cái nhà đấy trong ấy đi. Urban đừng chọn đấy. Và đừng có đuổi cái này chưa được. Thì nên thiếu công cụ sao đuổi được. Công cụ mình sản xuất cũng ok mà. Sản xuất có một nhà công cụ bẩn. Đây à? Đấy, bấm đấy. Thiếu kính là nhập khẩu. Government đấy. Thiếu kính thì nhập khẩu. Để đường có đúng không? Bấm đi. Đấy. Cái này là filling cadet. Đấy, ok. Cái này sao? Đây không, cái này mình đã có gì đâu. Nếu mình phải nhập tương đối đấy. Con voi tấn này. Kính trước này. Kính cũng đeo có nào mà nhập. Than này. Một thôi. Áo này. Thật mẹ thiệt rồi. Sắp lên. Sắp phẳng. Ở dưới. Revolution bọn kia tại sao cao thế nhở? Không lên tiếp được rồi. Cái tỉnh này lên... tỉnh này có bao nhiêu quân? Tỉnh này có 15 tiểu đoàn thôi. Nó nổi loạn thì mình vẫn dẹp được. Mà đấy mình sẽ bị kiểu mất thời gian phát triển rồi đánh nhau kiểu quốc lực. Rồi xây gì tiếp đây? Ở đây cứ xây lúa liên tiếp nhỉ? Xong rồi xây nhà sản xuất lương thực ở đây. Mình cứ cố gắng làm sao xây cái công trình nào mà nó đang có nhiều tiền nhất, được nhiều tiền nhất. Đấy, ông kiểm tra đây, lúa được có 73 đúng không? 0.7. 0.73. Xem mê công có cái gì. Mê công được có cà phê, thuốc lá. Tôn kinh món. Chuối vẫn được. Thuốc phiện. Chuối vẫn được. Chuối cũng được. Chuối nhưng mà tôi nghĩ thuốc phiện là tốt nhất. Thuốc phiện bây giờ cũng là mẹ mặt hàng. Tôn kinh bắt đầu tụt rồi. Và Bangkok với cả Nakhon Kinshasa. Thuốc phiện này 1 này. Nhưng cứ xây tôn kinh tiếp. Thế sao? Thôi. Bây giờ xây 10 là đủ. Bangkok, Cambodia này. Thế còn Siga. Siga được. Mấy cái mặt hàng đấy xây được thì tốt. Bởi vì nó có giá.
Bây giờ ấy, có một cái cách là như này, mình có thể xin đồng minh với cả một thằng phương Tây, rồi sau đó xin là cho nó là bảo hộ với mình. Cần đeo này, tự lực tự cường này. Không, tự lực tự cường. Bùi. Chiếm đến đâu thì chiếm. Mình phải chờ. Chờ thôi. Khá lâu. Cứ phát triển đấy. Theo khi con đường xã hội xong... chủ nghĩa là cứ phải tự lực tự cường. Tức là sau khi ông xong cái luật bấm xem luật đấy. Chưa đâu, cái luật này thì Colonial Affair. Colonial Affair. Là cái gì? No Colonial Affair đấy, bấm vào đấy. Tôi muốn chuyển sang nó là Colonial Resentment. Cái thứ hai ấy. Thuộc địa thì ừ. Chưa làm được. Chưa làm được bởi vì thiếu quân đội. Cho quân đội ở trong nhà nước. Ừ. Không, cái này không phải. Nâng cấp, à nghiên cứu xong cái đấy thì có. Đúng không? Bây giờ mình đang nghiên cứu cái đấy rồi đúng không? À mình nghiên cứu xong rồi là Colonization, cái ông thấy cái mũ thực dân không? Cái mũ Pháp không? Đó đấy, cái đấy nhưng mà chắc là chưa có, cái... chưa có dân không, chắc cho, là chưa cho, có... cho thằng đúng quân rồi. Đội chui vào chính quyền. Không à, được. Ờ, quân đội cho thằng quân đội chui vào chính quyền thì nó mới unlock như thế đấy. Đấy, confirm đây. À, xong rồi bấm vào lo. Đấy. Đấy, 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 xuống, đấy, rồi. Trên, trên, ê, không, cái đấy không phải. Cái đấy bóc lột thực địa, còn mình đang chợ, cần chọn cái thực địa thôi. Đấy, cái này. 10. Từ từ nhá, lại bọn nông dân nó lại sẽ còn... Nhưng mà cái này chỉ nữa. Nông dân nổi dậy đấy. Từ từ đã. Trong khi kia xem lại bọn nó angry bao giờ mới hết. Ăn à. Chờ trước 50 và có thuộc địa thì mình có thể thuộc địa vài ba chỗ. Có ba chỗ dễ thuộc địa nhất, thứ nhất là khu vực châu đại dương. Bây giờ đánh thằng Chiang Mai tiếp thì nhiều khả năng là chỗ ấy nhỉ, 46 nhiều khả năng là Đông Ấn nó tham gia. Đông Ấn mà tham gia mệt đấy. Quân đội cần phải nâng cấp lên quân đội xịn tiếp đi, tí về nghiên cứu này mới chơi được nó. Thế chuẩn bị xây nhà máy ấy. Nhà máy đạn dược. Sắt nữa. Nhà máy đạn dược 5 cái bến tàu, 5 cái sửa đóng tàu thì mình sẽ có 10 hải quân. À 20 hải quân. Than cũng 5 cái nhỉ. Đúng rồi. Cũng 5 cái này. Rồi xây, vừa mới xây cái này. Chuẩn bị trước. Tí nữa nếu mà được nhiều tiền hơn thì có khi mình phải thêm cái sửa xây dựng nữa. Ừ. 15 hơi ít. Tôi không thích 15 đâu, tôi thích 20. Ừ. 20 thì âm nặng quá. Tiền sắp không, hết. Cứ một cái nhà máy xây dựng, tức là hai điểm xây dựng ông tốn 3.000 tiền. Ừ, tầm đây. Bây giờ mới có 2.000. Để xem lại mẹ chính sách thuế má gì. Thuế mắc rồi. Quân đội chắc giảm. Cung cho về giảm hết các cái mẹ trả cái phí kia bọn. Giảm cái này mà tăng thì là tăng thời gian xây dựng lên này đúng không? Không, cái này mà tăng thì government wage sẽ tăng lên, tức là chi phí cho bọn quan lại với cả bọn tiểu tư sản. Cái này nó chỉ cộng thân thiện với trí thức với cả các bọn ấy thôi chứ. Chứ có tăng nhanh xây dựng nhéo đâu. Đúng rồi. Nếu mà cái đấy ông mà cho giảm nữa là mẹ khéo để xem thêm nổi loạn. Quên mất thằng trí thức đang ở trong này. Ôi, có khi tăng lên nhỉ? Tăng lên. Ôi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi. Hết rồi, ok. Đó, hết thời nổi loạn rồi. Nó chán rồi. Bấm vào đây, Colonial Affair đây. Resettlement nó rồi. Bấm rồi. Xong phát này. Nó nổi loạn quá. Nếu mà chúng nó nổi loạn quá thì mình xóa đi. Ờ. Đúng không? Nếu chúng nó nổi loạn quá thì mình sẽ xóa đi. Thôi. Bây giờ bạn đang cần mẹ Colonial vãi ra. Ừ. Mình đang thiếu áo này. Nó không phải mọi thứ.
xây cái nhà đấy ở dưới đấy. Xưởng công cụ có nâng cấp tiếp không? Chưa, xưởng công cụ giờ chưa. Gỗ gùm chỗ này cũng phải nâng lên đã. Gỗ tính sao? Bây giờ cần thứ nhất là quần áo. Đấy. Lương thực với cả đồ gỗ. Gọi là đấy ăn mặc ở. Ôi đó. Cần cả đủ cả ăn cả mặc cả ở. Mình có cốt tông rồi đúng không? Đúng rồi. Cái này thì xây động được thế. Xây động cũng thế nhưng mà mình nên tập trung xây dựng sản xuất tập trung thôi. Ở bê công hết đi. Ba cái ăn mặc ở đây ở bê công hết đi. Quy hoạch đổi được. Quay quay sang chỗ thằng phương thức sản xuất F3 ấy. Đổi thằng gỗ sang chặt gỗ xịn. Chọn nó, ok, được rồi. Đấy, 4.000 tiền thôi à. Đang nổi dậy. Tăng lên. 63 thôi. 63 thôi, thoải mái, không, cho không, chúng mày 63. Đấy, tăng thêm sửa xây dựng này. Tăng sửa xây dựng ở Tolkien này. Ai sửa luôn. Cho lên đầu. Cứ bình tĩnh. Còn cái này nó phải nhanh. À không, đang bảo anh em ấy. Anh em cứ sợ. Sợ gì? Anh em cứ sợ. Bây giờ mình đã chiếm xong Thái Lan là coi như mình có thể thảnh thơi đến tận 1850 luôn. Cứ 10 năm chinh phục một vùng đất quan trọng, trong đấy có thể là sau đấy sẽ là Philippines. Từ 50-60 đánh Philippines, từ 60-70 đánh Indo. Đấy, sau đấy 80-90 bắt đầu chuyển sang hỏi thăm Trung Quốc. Thiếu áo, thiếu tí giấy, hay là thiếu gỗ, thiếu đồ nội thất này. Để tập trung phát triển công nghiệp. Sau các cái hàng hóa kiểu nguyên liệu ấy, mình có thể nhập. Mình bán thành phẩm đúng không? Công nghiệp. Giống như bây giờ đấy, cứ nhập thô rồi còn sản xuất xong bán lại thành phẩm. Đúng rồi, chính xác. Nhiều tiền nhất. Còn nếu mà sản xuất đồ thô thì bản thân cái vùng đất của mình nó không đủ giàu. À, nguyên như thế mình chơi sản xuất thôi, chỉ sản xuất đồ lại cao cấp luôn, hàng xa xỉ ở đây đi bán. Được, vùng Đông Nam Á này là có những cái món như kiểu là thuốc lá, cà phê, cả trà, đây là những món xa xỉ, nông nghiệp xa xỉ có thể kiếm tiền được. Sau đây cũng là một trong những vựa sản xuất cao su của thế giới. Chúng nó đang kêu là kiểu thiếu quá nhiều các cái nguyên liệu thô như kiểu cao su với cả dầu lửa ấy, dầu mỏ ấy. Trong cái bản nâng cấp sắp tới, cái bản này mẹ dầu mỏ của nó quá ít. Cao su không có. Thôi, cao su dầu mỏ. Có. Nhưng mà cao su ở Đại Nam không thể có. Cao su Đại Nam có. Nó tự vừa cho. Trước mình ngó ở đâu đấy thấy có cao su ở khu vực này. Không, toàn bộ khu vực Đông Nam Á này, thằng nào cũng vùng đất nào cũng có thể xuất hiện cao su hết. Đúng mình này. À, cao su phải nghiên cứu à? Mới ra hay nhỉ? Đúng rồi, cao su phải nghiên cứu discover là mới ra. Thường là sau 1860 mới bắt đầu có cao su. Nhưng mà nói chung ấy là cái trò là hiện tại bây giờ các cái sản phẩm tài nguyên mà kiểu discover tức là phải phát hiện ra cái dầu mỏ với cao su đấy là bây giờ hiện tại rất khan hiếm. Như tôi nhé, tôi chơi ấy, đến tận năm 1971 của tôi này mẹ kiếm gần hết thế giới rồi mà sản lượng cao su chỉ khoảng 50.000-60.000 và sản lượng dầu mỏ khoảng tầm đấy. Sau khi nếu như thực tế trong nhu cầu của nền kinh tế muốn hoạt động bình thường nó cần đến 500-600.000 cao su và dầu mỏ. Như vậy là cái sản lượng khai thác được quá bé. Thành ra là muôn đời vẫn trung thành với than. Trung thành với than và sức lao động con người. Tức là coi như những cái chung game mới đó, nghiên cứu. Nổi loạn vẫn nhiều quá nhỉ. Nổi loạn nhiều do mình đang do mình đã để thuế rất cao. Mình đã để thuế ở mức độ rất cao. Đâu phải không? Đấy, cho nên mình chấp nhận mẹ bọn Rival nó bất mãn. Càng ngày thông qua là mình sẽ càng khó để tranh thủ.
Muốn thông qua luật dễ thì về sau mình chỉ cần đổi sang quốc hội. Mình không phải chế độ chuyên chế, mình đổi sang quốc hội thì mẹ lúc đấy, lúc nào độ thành công trên 80% hết. Thế nhưng mà chỉ có điều luật lúc đấy lại dễ thông qua, nhưng lại cũng dễ có những thằng phản đối nổi loạn, rồi về sau nó nổi dậy. Bởi vì nó thông qua luật đấy làm cho chúng nó kiểu bất mãn, mạnh hơn nữa. Ví dụ như ông về sau ông sẽ có kiểu, nếu như ông thông qua một số luật mẹ ủng hộ cho vô sản chẳng hạn, thì mẹ bọn tư sản nó nổi dậy. Mà ngược lại nữa, không thông qua luật đấy thì bọn vô sản nó lại nổi dậy. Lúc đấy ông gọi là khó. Cái lúc đấy nó mới gọi là khó. Cứ định hướng xã hội chủ nghĩa trước đã, tính tiếp. Định hướng xã hội chủ nghĩa của ông là chắc chắn sẽ bị bọn tư sản và bọn mẹ phong kiến nó nổi dậy. Thằng nào vào vả chết. Vả gì, chúng nó về sau những cái nhóm đấy nó cực kỳ bất dạy luôn. Nếu mà ông, thực ra nhóm nào cũng bất dạy hết. Ông ủng hộ 2-3 nhóm này, ủng hộ đảng này thì đảng khác nó sẽ nổi dậy. Việt Tân à? Ừ. Ông Việt Tân là đảng phản động. Phản động đấy. Mình trên giáo hội thì Việt Tân phản động đấy. Còn đảng tư sản nữa là đảng phong kiến nó khác. Phong kiến là thông thường nó sẽ trở thành cái đảng bảo thủ. Cứ biết thế đã. Đảng conservative. Xa quá, chưa chơi đến chưa biết được. Được chuẩn bị đến năm 46 à? Ăn quả nhau xem phê mì mình bao nhiêu. Nó lại tăng phê mì cao quá. Cái này chưa nghiên cứu vội nhỉ, hơi xa. Trên cái stock exchange ấy, đúng không? Cái này. Xa cái này. Cộng, tăng thêm cái này. Đâu 100 điểm rồi à? 100 điểm authority rồi à? Làm gì làm đi. Tobacco. Đừng đi nữa. Thế lại chơi tiếp. Tiếp tăng thêm hàng. Đơn giản. Thế bốm thôi. Xoay được hai công trình cùng lúc rồi. Gỗ vẫn đang dương. Bây giờ mình cần công nghiệp, phát triển công nghiệp. Súng ống. Mình nên cấp được quân đội. Sao tôi thấy là mình cứ để cho gỗ với cả vải được dương đi. Vì bọn đấy là bọn cần liệu cần thiết. Tôi nghĩ ông nên xây thêm nhà vải. 10-15 cái trại vải luôn. Thế mà thôi mẹ từ từ chứ mẹ xây kiểu gì. Phát hết luôn. Xây đi. Mấy cái này đéo thừa đâu. Tại vì xây nó có thứ tự. Xây công trình về nông nghiệp là xây nhanh nhất mà mình nên xây trước. Rồi đến công trình khai mỏ. Xong công trình khai mỏ. Ví dụ như cái coal mine ấy, cái iron mine khi ông cho xuống dưới ấy. Bởi vì cái đấy xây lâu á. Nhưng vẫn phải cần một mỏ. Cứ để đi. Thì đấy. Bây giờ mình cứ bỏ cho nó xuống trước đi. Rồi sau đấy những cái locking cam mới cả cái kia mình dễ xây. Có một mỏ có tí đã. Dự trữ. Bây giờ công trình mình xây trước chẳng qua gì. Là để mình có càng sớm công trình đấy càng tốt để cho nó kiếm tiền cho mình. Đấy, sau đó quay vòng đầu tư sản xuất. Khi nó kiếm tiền cho mình xong thì mình lại nâng cấp công trình xây dựng lên để có thể xây được tiếp. Rồi rồi này. Thì wow. Nhà áo lên này. Thức ăn đi trước này. Đang thiếu cái này. Thứ hai cái này trước đã. Ăn với ở, ăn với mặc đã. Cho dân nó ủng hộ mình tí. Là dân nó ủng hộ rồi, bây giờ hiện tại đời sống của mình đang là 9,9. Anda quality of life là 9. Chỉ cần cái đấy quanh mức sấp xỉ 10 là dân hầu như không giờ có kiểu nổi loạn. Tại vì thiên quốc. Đấy, sau khi thông qua luật đấy mình sẽ thuộc địa. Bắt thằng Philippines đúng không? Thuộc địa thằng đấy, thằng Lu. Không, mình sẽ đi thuộc địa cho thằng ở Châu Đại Dương, ở Úc cơ. Tất nhiên phải gắn lên. Thế thì phải có thuyền rồi. Không, tự thuộc địa luôn, không cần thuyền. Thế à? Nó tự quy hàng. Không, nó tự dân mình tự di cư, tự chạy đấy. Bây giờ hiện tại cái thuộc địa này nó đang không phải trả phí, nên đâm ra
thực địa là con đường đi cực nhanh để có thể có thêm đất thêm dân. Di cư ra những vùng đất mới à? Ừ. Và nó tự sinh sống, nó tự đóng góp tiền về à? Tự sinh sống, gọi đúng rồi. Ngoại hối về à? Đúng rồi. Ừ, hay nhỉ. Lúc đầu mà những vùng đất đấy chỉ cho mình kiều hối. Việt kiều đấy, kiều hối. Đúng rồi. Kiều đầu sang nước ngoài sinh sống xong rồi chuyển tiền về Việt Nam ấy. Thế là mình là thực dân luôn, mình đến đấy biến dân bản địa thành dân người, thành người Việt Nam luôn. Nghe bùi ta đấy. Tôi tính có một số vùng đất gọi là để thuộc địa được, nó sẽ giúp cho ông dân 10 triệu, nó sẽ giúp cho ông tăng thêm khoảng tầm 4 triệu dân. Rồi đái vậy ạ. Đó, 4% dân số. Số lượng không hề ít. Alo. Ồ. Rồi. Ừ. Theo cái kế hoạch đề ra mẹ cho đến tận năm 1850 phải có 20 triệu. GDP phải đạt 20 triệu mà trong tình hình như này chắc không đạt được rồi. Trừ 15% số tiền công à? Mẹ. Lên trên chọn được trên. Phản đối lắm nhỉ. Chính sách quan trọng, những cái chính sách quan trọng mà bị phản đối này mệt. Xem giờ mình dân số mình có tăng không? Dân mình giờ tỷ lệ tử các kiểu xem có tăng không? Tăng, 0.31. Ừ. Tỷ lệ tử đang cao. Đúng rồi, bây giờ muốn phát triển thì phải chiếm đất nên mới phát triển đúng không? Không phát triển theo kiểu là xây dựng gì đấy đó. Chờ tôi đi nhá. Tự ăn dưa. Tỷ lệ ủng hộ nó cao hơn. Thêm 2% dân số ở Tonkin theo phản động. Nếu khi chọn cái thứ hai ấy. Cái thứ hai ở bọn mẹ cái đầu này. Có
coi nói chung 2% dân số vậy, biến để phản động được, cho nó phản động. 20%. Ai thôi, 2% dân số Tolkien, 2% dân số miền Bắc thôi. Cả nước thì là 20% rồi như thế nào? Không, 2% dân số ở khu vực Tolkien thôi, mà Tolkien có khoảng độ 2 triệu thằng. Population của Tolkien hiện tại khoảng 2 triệu thằng. Đúng không? Chả sao đâu, bỏ qua đi. 2% số đấy thì khoảng 40.000 thằng. Đến đây phản động, cho thoải mái. Bây giờ cái chính nằm ở chỗ bây giờ mình phải làm sao tiêu cái số tiền của mình đi cái càng tốt. Đúng không? Là bằng cách tăng tốc độ xây dựng. Đấy, ông Mắc xây dựng từng tỉnh một. Ta đang ở 10. Thừa phát nữa vẫn đủ này. Ừ. Chỉ cho mẹ lên 11, 12 luôn. Tại vì 3.000 là bởi vì do như này. Có... phụ thuộc vào giá vải với cả giá gỗ của mình. Đây, nếu vải với gỗ mà rẻ xây dựng chắc chắn là chi phí cũng rẻ. Đâu phải không? Đấy, nên đâm ra mình cố gắng đây những cái vùng này. Thế bây giờ mình mới nâng cấp cái đai là mình phải xây một vài cái trại đai ra trại thương nhuộm. Thuốc nhuộm thì xây ở đâu nhỉ? Xây luôn ở An Nam nhỉ? Mekong nhỉ? Ở chỗ nào thứ nhất nó phải đủ infrastructure. Đấy, nó phải đủ công trình cơ sở hạ tầng. Ờ. Thôi có nhiều khu vực sau. Đây còn xong ở đây còn xây luôn cả tơ tằm nữa cơ để xây sản xuất lụa. Sản xuất tơ tằm thì mình sẽ sản xuất được quần áo xịn. Nếu khi đấm luôn. Tôi thích. Okay. Mình cũng chỉ phát triển được 1-2 loại công nghiệp thôi. Ở đây muốn nâng cấp phải có đường. Ừ. Phải xây nhà đường thì mới nâng cấp được. Thủ phủ đường, có nhà đường xây cho nhà đường. Nếu không thì đấy, nếu không thì mẹ mình bắn nguyên liệu thô nhập hết. Mẹ, còn voi không? Cứ tự cung tự cấp đi. Thiếu đâu thì nhập. Thế ra thì nếu mà mình tự cung tự cấp ấy thì mình sẽ không kiếm được nhiều tiền nhanh bằng việc đi nhập đâu. Bởi vì do mình đã không tham gia vào thị trường chung của bất kỳ thằng nào. Nếu mà nhanh nhất là bây giờ phải tìm được một thằng mạng, ví dụ như là một thằng Tây Long như kiểu Pháp hay Anh để tham gia thị trường chung của nó, hoặc nếu không thì tham gia thị trường chung của Đại Thanh. Nó, mình đang yếu nên nó cũng chưa chắc nó đã tham gia. Phải nâng cấp quan hệ với nó. Nâng cấp rồi, nâng cấp mắc rồi đấy. Thực ra nếu mà mình tham gia thị trường chung của Đại Thanh thì mẹ sau lúc đánh nhau rồi đó phải đánh 40%. À, thêm được 40%. Bởi vì kiểu gì kiểu đến năm 1890 đúng không? Mẹ, ông có 200 quân thì bạn nó lúc đấy mẹ sẵn sàng phải vả tay đôi cả Đại Thanh để cướp mấy cái tỉnh miền Nam của nó rồi. Thế còn nếu mà mẹ tham gia thị trường chung với cả Anh hoặc là Pháp chẳng hạn thì thường là mình cũng không vả nhau với chúng nó, trừ khi nào mà kiểu mình đi đánh nhau với thuộc địa ở châu Phi thôi. Đấy là tăng lên thôi. Ông cứ để ý số tiền đấy. Cứ cái nhà đấy một tuần nó cho mình, ví dụ cái nhà xây cái tun đấy một tuần nó cho mình có 6,5 bảng. Ok, cái farm nó cho tận 9,1. Biết rồi, bây giờ đang cân đối xem đang thiếu quá. Thiếu gạo, nếu thiếu gạo quá nhiều thì kiểu đời sống của dân nó sẽ không tốt. Cái quality of life nó sẽ của dân nó không tốt. Thôi đừng để cái này làm gì. Đấy để sản xuất ra thêm liquor đấy. Thêm rượu thì càng tốt, thì đánh thuế càng ngon nha. Đánh thuế càng ngon, nhưng mà vấn đề ở chỗ là lúc đấy mẹ thiếu bánh. Về bản chất nếu ông chọn rượu thì có nghĩa là một phần bánh. Hai cái này phải song hành. Ừ, đúng rồi. Đấy, chọn cái này để tăng thêm thức ăn cấp cao. Không, cái đấy là tăng sản lượng.
Ừ, tăng sản lượng này, thêm sản lúa, thêm cách... đường, thêm 15 đường. Đúng rồi. Lúa vẫn thế. 15 đường là được. Ừ. Thế là xây thêm một ít nhà đường. Nhà đường xây rồi. Nhà đường sẽ có người làm. Nói chung là các cái gì của mình ở trong nền kinh tế của mình, nếu muốn tự túc tự cấp đúng không? Thế thì mỗi cái đều phải xây đầy đủ hết. Tùy đúng không? Mình. Ví dụ như là ở miền Nam nhá, tôi xác định là chỉ mấy cái này thôi. Xây ba cái này thì chỉ xây những cái nguyên liệu cần này thôi. Ừ. Ở đây thì chúng ta xây quân sự đi, xây nhà súng với cả nhà tôi thép, tôi thép này, rồi hai cái này đạn thế thôi. Chỗ này có thép tiếp thì mình sẽ sau mình sẽ xây luyện thép, luyện thép ở steel mill đấy, moto industry, steel mill, moto industry, cái moto đấy cần thiết để mô tô cần thiết để có thể có đường sắt. Đường sắt là coi như là mẹ kiểu gọi là gì, xương sống của nền kinh tế luôn. Rõ ràng. Không có đường sắt là coi như không có một cơ sở hạ tầng nó hết. Không có cơ sở hạ tầng thì ông không thể nào xây dựng được cái công nghiệp. Lắp thêm những cần kính. Cái nâng cấp này, nâng cấp đầu tiên quan trọng nhất vẫn là đường sắt. Mấy bên này thì ok hết rồi đúng không? Bên này mình cứ lên hết cấp 1 đi. Banking à? Đấy. 10% minh tinh rất là quan trọng. Minh tinh là cái gì? Là nó có một cái gọi là cái chỉ số khai khoáng vàng. Ở trong này ấy, thì 1% cái GDP của ông, độ lớn nền kinh tế của ông sẽ trở thành cái minh tinh. 1% độ lớn của ông, nền kinh tế của ông. Nếu ông độ lớn nền kinh tế là 7,5 triệu đúng không? Nó sẽ minh tinh được khoảng 7,5 triệu. 5.000. Giấy không thiếu lắm đâu. Giấy âm 35. Ồ, đã thanh này. Chạy đây em mình này. Ok. Thị trường chung với thanh. Chết rồi mình. Ừ. Thì bây giờ sẽ bây giờ mình đã, bây giờ là sau một khoảng, tức là hai cái thị trường mình sẽ kiểu giá cả của mình với là của nó ấy là có sự liên thông với nhau. Ừ. Nó đang thiếu các loại mặt hàng gì. Đấy. Thì mình có thể sản xuất các loại mặt hàng đấy để bù đắp sao cho thị trường của nó. Em biết được nó thiếu cái gì? Sao biết được nó thiếu cái gì? À, bây giờ nhá, ông bấm vào cái F4 ấy. Ừ. Bấm vào detail ấy, Trên, sang. Lên, đấy. Bây giờ cái balance này của mình hiện tại ở đây là nội riêng của thị trường của mình thôi. Đúng rồi. Ông hiểu không? Đấy, nhưng mà bây giờ nó còn có một cái nữa là liên quan đến thị trường của thằng Đại Thanh. Nó cũng có một cái bảng như kiểu này của mình. Đâu? Nó cũng có một cái bảng như kiểu này của mình nữa mà mình không nhìn được đâu. Nhưng mà tôi biết là bây giờ hiện tại là thị trường của mình và thị trường của nó sẽ sản xuất hàng hóa của mình thì có thể sản xuất sang bên nó. Bán hàng của mình sang bên nó, xuất sang bên nó ấy. Với thuế suất được giảm. Không hiểu không? Đấy. Thì thôi cái đấy ông không cần quan tâm. Ông chỉ cần quan tâm giờ sản xuất ra càng nhiều càng tốt. Nó sẽ các tự cái giá thu mua của mình đúng không? Đúng rồi, nó sẽ tự thu mua với giá ưu đãi. Thị trường của chúng nó chắc chắn là thiếu tất cả các loại sản phẩm đồ xị. Bây giờ là nếu mà quan trọng là cứ sản xuất bây giờ của mình ấy, quan trọng sản xuất làm sao để ra được lợi nhuận lớn nhất thì mình sẽ xây những công trình nào có lợi nhuận nhất. Cứ dư thừa. Chứ không phải là ông bây giờ kể là thiếu kệ bà. Đấy thì những cái này nó đang ok đấy. Thiếu, đúng rồi. Thì cứ đi cứ vậy thôi. Ừ. Giờ mình đang cần sản xuất những cái mà kiểu thiếu nhất và có lợi nhuận nhất, đúng không? Đấy thì ông phải bấm vào cái bảng xây dựng ở dưới cùng cái kia thì ông mới biết được xây công trình nào thì được bao nhiêu một tuần. Tôi biết rồi. Tôi đang muốn cân bằng một chút ở đây. Cái đấy bây giờ không quan trọng nữa, cái đấy không quan trọng nữa bởi vì có cân bằng hay không thì không, nó cũng chả ảnh hưởng gì đến giá cả. Cái này đơn giản là mình thích kiểu nó
mấy cái nhu yếu phẩm này mình thích nó cân bằng hơn. Giờ cái gì cũng cần cả. Cái quan trọng nhất là đối với những cái nền kinh tế nhỏ yếu ấy. Chuối mới được tiền này. Cái nền kinh tế nhỏ yếu như kiểu của mình bây giờ chỉ tập trung phát triển một số thứ thôi. Không thể cái gì cũng phát triển được, ông hiểu không? Ừ, không có đủ thời gian để xây tất cả mọi thứ. Trước mắt là cứ ăn ở ỉa đái đã. Ờ. Giờ coi như kế hoạch xây dựng tận 2 trang. Một trang này là 20 công trình, 2 trang là 40 công trình. Cái gì muốn xây cả nhưng mà mẹ xây đéo kịp. Trò này về bản chất ấy, tăng GDP nhanh hay chậm là do mình xây nhanh hay chậm. Đúng rồi. Mà muốn xây nhanh thì phải có tiền. Ông hiểu không? Muốn xây nhanh phải có tiền. Thế thì mình mới xây những cái gì đem lại nhiều tiền nhất để quay vòng vốn thật nhanh. Để tái đầu tư sản xuất. Lại trừ 15%. Không luôn. Không luôn thì xóa bài e luật đấy. Thử sang chế luật khác, cancel đấy. Cái traditionalism mà tại sao đéo ấy được nhỉ? Bởi vì chưa có bọn nông dân vào. Cho nông dân vào đây. À đây rồi, đấy được rồi đây. Đuổi mẹ thằng nào ra. Cái thằng quân đội ấy, cái thằng quân đội ấy. Đéo được à? Xem. Thích thêm cái gì đấy nữa. Thằng unhappy là chưa được. Chưa được. Ấn vào chữ confirm ấy. Chỉ ở chữ confirm ấy. Xem ra cái gì. Cái gì là cái gì? À đây bây giờ cho thằng nông dân. Thằng nông dân. Ừ, cho nông dân. Đấy, confirm đây, rồi. Đấy, bấm vào lo đây. Chuyển sang đây. Đấy. Bộ cái, mẹ xong cái này được thêm đống tiền, xây thêm mấy cái nhà nữa. Quay vòng liên tục. 547 rồi kìa. Anh bảo có mẹ đại chiến đại chủng đúng không? Chiếm được trong mai đấy. Xem có thằng nào Samba đánh nhau cùng không ấy. Đấy, nhìn này. Dụ luôn Pha Băng là Lào. Xem lại Infamy 30 vẫn hơi cao. 30 không quá 100 mà được. Nghĩ không quá 100 mà được. Nếu không thì bây giờ nhá, đánh xong thằng Chiang Mai đúng không, là mình có thể đánh nhau ở thằng Bulma. Nhau ở Miến ấy. Thằng Miến tôi nghĩ đến năm 1850 đánh nhau với nó. Một năm mà trừ đi 5 điểm Infamy, 5 năm là 25 điểm. Ăn đấy. Nên bây giờ giả sử đánh nhau cả Luzon thôi mẹ. Philippines Spain với Ý đang kẻ thù với nhau này. Vân chúng đang ủng hộ của mình rất là cao này. Tỷ lệ chống đang giảm này. Tỷ lệ chống đang giảm bởi vì do kiểu mức sống tăng. Bởi vì mình đáp ứng sống tăng. Cầu đó. Đang đáp ứng được nhu cầu của người dân. Đấy, dân no bụng thì nó sẽ không phản. Sẽ không có người dân bất mãn khi họ no bụng, đúng không? Bây giờ chỉ cần nền kinh tế cứ gia tăng liên tục thì sẽ không bao giờ phải lo. Những cái mà để nâng cấp cái sản xuất kia là ông cần phải có cái thuốc nhuộm. Thứ hai là tơ tằm. Thuốc nhuộm tơ tằm có rồi. Được. Thuốc nhuộm thì đây có một thuốc nhuộm. Đấy thế thì nâng cấp cái phương thức sản xuất kia đi. Thiếu tơ tằm. Chuyển sang phương thức sản xuất kia đi. Chuyển cái phương thức sản xuất của mình sang sản xuất đồ xịn đấy. Thứ ba đấy, đó. Rồi, bấm đi, bấm. Đấy, bấm cái thứ hai, cái thứ hai đấy. Bây giờ nó mới dùng cái thuốc nhuộm, lúc đó nó chưa dùng. Rồi. Đấy, cái bấm cái nữa để cho sản xuất đồ xị. Đấy. Rồi. Cả nhà máy gỗ cũng thế, lên đời hết luôn. Thiếu thì nhập. Ông bấm đi. Bấm đi thu lợi luôn. Bây giờ ông sản xuất ra đồ xịn ông bán được với giá cao. Thì lo gì, ông có thể nhập tiền vẫn nguyên liệu người ta. Ông tăng gì bởi vì ông mới có 1-2 cái nhà thôi. Đúng không? Nhưng bây giờ nó sẽ là nếu nó 100 cái nhà tiền khác luôn. Đấy cái furniture ấy á.
Không, cái này không được, giờ chưa được. Cái finisher ấy, đấy. Luxury, đấy. Đúng rồi, led luôn, đấy, ok. Không, cái này chưa được. Ok. Ở moment to the king rồi. Cái này cộng 30 prestige này. 3% prestige. Nhưng mà 2% dân sẽ ra 10 công. À, thì không có thể hết rồi. Nếu chọn cái dưới thì thằng... Nếu chọn cái dưới thì thằng tư sản nó bị... Trừ 2. Ta quên, thằng tiểu tư sản nó bị trừ 2. Chọn cái trên đi. Trên có phải ngon hơn. Ừ. Dậy rồi. Cái tiền vẫn tăng rồi. Thầy thêm cái nhà xây dựng nữa. Để làm gì, xây thêm cái nhà xây dựng nữa. Thực ra đến năm 1850 mà mình có 30 xây dựng là ngon rồi. Cũng khá khá rồi. À, mà tiền lên 32,8, 32,7 employee nhảy vào một đống. Đấy. Bây giờ cần nâng cấp, xây tức là mở rộng về bề rộng của sản xuất, tức là các cái công trình mà nhu yếu phẩm này phải tăng lên số lượng lớn vào thì lúc đấy mới có nhiều tiền được. Thế còn các cái mặt hàng như kiểu lúa gạo tuy là mặt hàng cơ bản nhưng mà nếu thôi kệ mãi nếu nó cũng chả ảnh hưởng lắm. Cái quan trọng nhất bây giờ là đang cần tiền, sản xuất là cái gì mà đem lại lợi nhuận cao. Còn đấy, 31, 32 này, ông bấm vào cái bảng xây dựng kia ông sẽ thấy bảng xây dựng ở dưới cùng ấy. Bảng xây dựng là bảng xây dựng ở dưới cùng hình cái búa ấy. Đấy, giật kinh Vibran, ok, bấm đấy. Bảng xây dựng dưới cùng ấy. Đấy, chỉ ở công trình, industry ý đã biết. Cộng tiền thì... Đấy. Ừ. Đấy. Một cái công trình này sẽ cho 2,7k. Không? Cái này biết rồi. Đấy, thì giờ mình xây dựa trên cái này. Cái nào đang đem lại lợi nhuận lớn nhất thì mình xây. Còn cái nào mà không có lợi nhuận như thế thì mình không xây. Mê công đang tụt rồi. Trước này. Kính mình xây đâu nhỉ? Kính mình xây ở Amam. Rồi, 4,3 rồi đấy. Tiền nhiều như thế, đẹp gì? Cho mấy cái mỏ sắt với cả mỏ ấy kia lại tạm thời đi chỗ khác. Ok. Bây giờ mình cần đang chạy theo lợi nhuận nữa. Không phải là chạy theo không nhỉ? Tiền đã đánh được ok. Quất trang mai đi. À, lít rồi. Xếp. Đánh trang mai. Diệt một lần luôn. Một lần là diệt luôn, nó chỉ còn đúng một tỉnh. Thế mà thằng chó nó vào không? Tôi nhớ lần trước ấy, ông có nhớ lần trước là đến năm 15 bao nhiêu mới bắt đầu đánh với thằng Trường Mai này. Đúng không? Không nhớ. Bây giờ mẹ mới có năm 1848 mà đánh được rồi, tức là đã tiến bộ hơn với lần trước. Kiểu rút gọn thời gian, rút ngắn thời gian. Càng ngắn càng tốt. Thực hiện các công việc càng nhanh thì snowball càng nhanh. Snowball ở đây là thuật ngữ dùng để chỉ các lợi thế ban đầu được tích lũy. Giống như kiểu bạn tư bản ban đầu là giọt nước ấy, nhưng mà bạn tư bản tích lũy là đại dương mênh mông thì bạn tích lũy càng nhanh càng tốt. Snowball lên chỉ cần 10 năm thôi là tích lũy gấp đôi. Vỡ mồm. Pháp vào nhưng mà pháp vào chắc không giúp được gì đâu. Pháp từ xa đúng rồi. Pháp, xem pháp nó nếu mà xa quá thì vứt. Medical degree, mình reserve được. Cần nhất quân đội với cả pháp chế. Vào thì cũng không giải quyết được gì đâu. Quân đội của nó đây vẫn 10 thôi. Xây thêm hai cái nữa đây, xây thêm hai cái nhà nữa. Cái tiền phán rồi kìa. À, đây coi như được một khu vực xây dựng đầu tiên. Full. Những thành, anh quên những tỉnh nào trên 2 triệu dân ông phải phun nó thôi. Đó.
Rồi, gọi quân. Tiền mình đang tắm rồi, trộm bạn pháp lợn tham tham dự vẻ ghê ghê. Bao đây xem thằng người nhưng vẫn 10 thôi, nó vẫn 10 thôi. Quân Pháp chưa tới. Luôn pha băng nó có tham gia trận chiến mình không? Không, mỗi Pháp này. Không ai tham gia cùng này. Dồn quân đánh một phát diệt luôn đi. Chắc không cần phải thủ. Đi. Không có Pháp. Pháp gọi là mõm này. Mõm lỡ đâu mà lúc sau thấy mẹ quân của chó đủ bộ và tôn kia này hạ cũng toang mồm đấy nhá. Quy quy chí quy ấy, chí quy ấy mẹ. Đánh nhanh. Đại Nam mình. Đại Nam mình 548. Ừ. Đánh nhanh thắng nhanh à. Phú đĩ lúc đấy bây giờ nó là mẹ đế quốc cực quốc mạnh thứ 2 giờ đấy. Chó trong mai này. Còn lại công thủ như nào đấy. 15. À mình chưa xây, mình chưa nâng cấp lính bởi vì chưa có nhà súng. Đợi xây cho nhà súng và nâng cấp lính lên. Đợi tí. Không sao, quân mình. Nó cứ để đánh nhau đi. 1 2 nó chỉ có mấy thằng. Nó ít thằng vớ vẩn. Phát đi lên hai con bài. Tại vì bọn này sâu trong lục địa, bọn nó không thể cứu được. Nhưng mà tí nữa chứ thằng Pháp đổ bộ đường biển này hạ nó nguy hiểm á. Tôi nghĩ có khi ông nên cho hai thằng tướng của mình về đi. Để lại một thằng thôi. Không có đủ rồi. Bây giờ số lượng lính, số lượng tướng nhiều ở đây chả điểm gì. Đấy. Tốt cái thằng để lại thằng đồi núi. Thằng nào đánh đồi núi là được. Ừ. Nó âm không sáng lắm. Âm nhiều là khác rồi bởi vì do đang xây dựng tốc độ mà khủng khiếp. 35. Xong trang mai chúng ta hiện đại hóa quân đội. À, hiện đại hóa để đánh thằng Miến thôi, Miến Điện thôi, Myanmar thôi, chả có việc gì. Phía trên này. Ở phía trên, support team. Miến Điện thực ra chả có vẹo gì, mình chỉ cần lính đời 2 là đủ. Đánh bọn này xong là có mỏ trì à? Có hai cái mỏ trì, mỏ này Chiang Mai này với cả mỏ Malaya. Hai mỏ đấy rất quan trọng. Thế là mỏ Malaya có vẻ quan trọng hơn. Chỗ thằng Malaya có một cái đặc điểm là nó dính ở thằng Anh Quốc. Mẹ bọn đấy không để ý mà dập ngay thằng Singapore ở chỗ đấy đi. Về sau thì nó toàn tấn công mình thông qua đường Singapore. À, nếu mà mình cả thằng Anh Quốc mà kiểu quan hệ tốt ấy, tôi nghĩ ông nên nâng cấp quan hệ với bọn mẹ Anglo-Saxon người đi để tốt hơn đúng không ạ? Nâng rồi. Đã beginning pro relation. À, chắc mấy trận vừa rồi đánh nhau nói kia lại. Đánh nhau với đông ấn như vậy cái. Giờ mình nâng cấp quan hệ thằng Đông Ấn được để cho nó đỡ quấy. Tại vì xét cho đến cùng ấy, chỉ có một trong hai con đường thôi. Thứ nhất là Ấn Độ hoặc thứ hai là Trung Quốc. Nếu như mình đã tìm cách tấn công Trung Quốc thì mình nên làm hòa bọn Ấn Độ và bọn Anh Quốc. Tiền âm quá nhỉ? Âm là bởi vì do làm sao? Là bởi vì do thứ nhất là xây dựng. À, thứ hai là kiểu bây giờ mình đang đánh nhau mình bị bế quan tỏa cả, không nhập được các loại đồ nên đâm ra nó bị âm nhiều. Nếu là ông phải xem đi giá gỗ với cả giá của vải hiện tại đang đấy, gỗ bị thiếu là giá của gỗ tăng lên thì lúc đấy mình sẽ âm càng nhiều. Gỗ đang xây sắp sửa đang được rồi ok. Ôi vải, không phải để ý.
Thế nhưng mà bây giờ nhá, nếu mà mình có 15 xưởng xây dựng thì mình cũng cần 15 xưởng gỗ và 15 xưởng vải. Cứ theo tỷ lệ đấy mà bươm là ok. Không được không? Mình có 15 xưởng xây dựng 20% thì... 20% tiếp tục xây của mình đây nhỉ. 15 xưởng gỗ và 15 xưởng vải. Và để cho 15 xưởng xây dựng. Cứ theo đúng tỷ lệ đấy mà xây. Chàng mai. Thế ở tôn kim là tốt nhất không biết đâu. Bởi vì tôn kim đang có 15 cái xưởng xây dựng cho nên đâm ra là tốc độ xây dựng ở đấy sẽ nhanh hơn. Tôn kim bây giờ hiện tại trước khi có đường sắt là nó có thể đạt được đến khoảng độ 70 hay 80 gì đấy infrastructure. Vì mình đã có 15 cái xưởng xây dựng ở tôn kim cho nên đâm ra mình cố gắng xây các công trình ở tôn kim cho xong này. Tập trung xây ở tôn kim trước ấy. Tiền âm quá nhỉ. Gỗ thiếu. Không chịu. Đúng gỗ và thiếu vải nên bị âm thế. Thiếu không? Có lẽ quy mô xây dựng của mình hiện tại đang hơi lớn. 30 thì vừa. Thôi cứ để 300 đéo một tí nữa xây đủ thôi. Quân đội hiện đại hóa lên trên nhỉ? Quân đội cứ hiện đại hóa cứ bấm lên thôi. Nên bây giờ đây thì một năm nữa mình mới là quân đội xịn như đúng không? Nâng toàn bộ, đổi toàn bộ, development lên toàn bộ. Đấy, không có này không. Đây là quân dự bị. Port thì chuyển ra cargo port. Ẩm quá nhỉ. Ẩm được phải chịu thôi, biết làm nào. Nâng tiếp với gỗ cục. Đéo mà đầm tận 20 rồi. Tờ ha. Có lẽ âm 20 bởi vì do hiện tại mình đang để quân đội của mình độ chế độ xịn mà mình phải nhập nhiều hàng hóa cho quân đội quá. Đúng rồi. Thế thì khi tôi nghĩ ông nên để lại quân đội đều đấy. Để lại đều đi bởi vì sao biết không? Chưa đánh nhau gì. Đúng rồi, chưa đánh nhau. Sau khi là chuẩn bị đánh nhau thì lúc đấy mình mới ấy thôi. À, thế đã. Không. Nhập nhiều pháo. Để lại quân đội đều cái. Tăng thiếu gỗ lên để cho nó đỡ tiền. Bây giờ mình đang cần xây dựng. Trước khi là chuẩn bị đánh nhau ấy. Khoảng một năm trước khi mình chuẩn bị đánh nhau ấy. Mình bắt đầu nâng cấp quân đội. Lại giờ mẹ để tất cả các loại cho mẹ xuống tối thiểu. Tốn hết tất cả tiền bạc, nhân lực cần lực ra người xây dựng thôi. À, đúng rồi, tôi muốn cái đấy. Mẹ cứ mẹ văn nghệ sĩ trí thức với tiểu tư sản là mẹ cho mẹ cắt lương hết. Khó khăn chung rồi. Khó khăn chung. Nhìn một tương lai tốt đẹp rồi, em phải chịu rồi. Phải làm lao động mà lao khổ như vậy quần chúng bọn đấy phải tự đi tu dưỡng nhận ít tiền thôi vào tham gia vào đời sống của nhân dân lao động thì tương lai tươi sáng này. Tương lai đấy muốn tươi sáng thì bây giờ phải bạn tìm mọi cách để xây dựng nó thật nhanh thông qua cái luật này cái này cái này nó là trừ qua được cái luật. Cái này nó trừ 5% kia. Trừ 5 Burial KC à? Ừ. Không được. 10% à, sắc xe chạy cái đấy cũng được. Cái thứ hai cũng được. Cái trên đầu thì có lẽ cái này là tốt thì không nhất. Mất gì đấy. Cái này không mất gì. Cái này 2% cái trên, dân ở Mekong. Cái trên đầu đấy. Cái trên đầu đấy. 10% access succession. Trong vòng 5 năm. 5 năm. Mất 5 bureaucracy 5 năm. Nhưng mà mình cũng cần thêm thông qua luật này. Thì mới tăng được tiền. Xuống dưới thôi rồi cái giữa. Cái giữa ấy, ok. Ước làm sao mà cho nó thông qua được cái luật đấy thì mình sẽ được thêm khoảng độ tầm 5 đến 10 nghìn tiền.
Ông cứ từ từ, đến năm 50 và bây giờ hiện tại là mình đạt được một nửa chu trình, được 10 triệu GDP rồi ạ. Bây giờ tôi nghĩ là nếu như mà với tốc độ này nhá, mình phát triển đúng hướng thì trong vòng 10 năm mình sẽ GDP mình sẽ tăng cấp 2,5 lần. Tức là 10 năm nữa đến năm 1860 thì GDP của ông sẽ là khoảng độ tầm 20-25 triệu. Đến 870 thì GDP của ông sẽ đạt khoảng độ tầm 70 triệu, 80 triệu và lúc đấy là có thể tấn công Trung Quốc. Cái này là cộng thêm cộng thêm nổi dậy này. Ở dưới này. Cố gắng đi, để làm sao đấy thì năm 1870 ấy. Bị cơ sở tầng đấy này. Thế thì giảm bớt quy mô rồi. Có giảm bớt luôn. Nó đang đường xá đang không đáp ứng được này. Không, cái đấy cứ để kệ nó đi, bởi vì bây giờ hiện tại sở dĩ nó chỉ có 19 là do nó chưa phải là vùng đất chính của mình. Nó đã incorporating, tức là nó chưa phải vùng đất core của mình. Mình cứ xây ở những chỗ nào mà còn thừa infrastructure thôi. Thái Lan này, Bangkok này, khu vực xây dựng rất tốt. Đang Bangkok là một trong những khu vực. Tại vì mình thiếu infrastructure thì nó cũng chỉ là những cái hàng hóa sản xuất ở đây nó sẽ không tham gia vào thị trường của mình một cách đầy đủ thôi. Nó gọi là tắc nghẽn giao thông ấy. Đúng rồi. Khi thực tế giờ nhá, Tonkin, An Nam và Mekong, sau đó là Bangkok, đấy, hoặc là Campuchia là những khu vực mà mình cần phải phát triển cho nó xịn xịn lên. Đấy là những trung tâm đầu não công nghiệp mới là đô thị của mình. Rồi, gỗ chạm điểm hòa vốn rồi. Chạm điểm hòa vốn ok. Bây giờ để đảm bảo xây dựng đấy. Cứ thịt khủng các thứ rồi. Cái đường sắt nhỉ? Đúng rồi, giờ cần đường sắt rồi. Thì đấy, atmospheric là tốt nhất. Bằng nào chẳng phải nghiên cứu hết cái đấy. Đấy, mình lại chuẩn bị thừa thêm tí tiền rồi à? Thôi cứ từ từ đã. Hả? Thôi thì... mình xây thêm. Còn tí thì còn quân ông, đội. Thế thì mình phải... Ừ đúng rồi, nhưng mà giờ mình đang cần tập trung toàn bộ vào xây dựng đúng không? 35 xây dựng từ giờ. Tạm ổn rồi, cái thứ hai nữa là tôi muốn tiền nó lên một nửa của từng người dùng. Không, cứ xây dựng tiếp cho tôi đi. Bây giờ ông đầu tư vào An Nam đi. Tiếp tục đầu tư mục tiếp theo vào An Nam đi. An Nam đang xây. Tức là xây hai cái công trình sửa xây dựng ở An Nam ấy. Tốn kém quá. Tốn thì tốn phải xây, đằng nào chẳng phải xây. Thêm hai mục xây dựng nữa vào An Nam. Đúng không? Đấy, xây hai chửa xây dựng nữa vào An Nam. Đấy, bấm hai phát đấy, rồi ôi tiếc lắm. Xây nhanh đến mức có thể. Mục đích là xây nhanh đến mức có thể. Có phải nói đẩy nốt cái thằng Administration Center lên. Các vùng đông dân nhất rồi của An Nam, Tonkin, Bangkok. Đấy, xây dựng bọn nó và xây dựng khu vực đấy. Thép ở đây đang dư thừa. Mình chưa có thằng sử dụng những cái món đồ đấy. Không hiểu không? Trong khi những cái mà mình đang cần xây dựng bây giờ là công nghiệp quần áo. Cái này có thể nâng cấp lên rồi. Ừ, nâng đi. Nâng còn gì nữa. Mình sử dụng thép đi còn gì nữa. Đúng rồi. Khi mà có cái sử dụng thì lúc đấy là giá của mặt hàng đấy mới tăng lên được. Nó phải lưu chuyển. Bây giờ lại thành thiếu. Thiếu kệ. Thiếu thì nó tự khắc nó sẽ được bù trừ bằng cách là nó tự nhập. Tôi nghĩ ông nên đặt một tuyến nhập thép từ một thằng nào đó. Spain. Cứ nhập của đại thằng áo rồi à? Thằng áo 17 điểm mà. Vừa nhập của Spain cũng mười mấy mà. Được. Có khi mình nhập xong thì... Thật ra thằng đấy chứng tỏ thằng áo đang sản xuất rất nhiều thép. Thằng Spain cũng thế. 19 này. Đúng rồi.
Thì đấy, giá bán của chúng nó chênh lệch so với giá thị trường của chúng nó, so với giá thị trường của mình là chênh lệch tận 19, có nghĩa là phải của nó đã rất rẻ và của mình đã bị đắt. Ừ. Mình nhập xong là coi như là mình giảm được một số lượng thép nhất định, à một số lượng tiền nhất định để bình ổn giá. Dạ, thế có ông cứ tích cảm thấy là một đéo thôi. Giảm thuế thì bây giờ nếu mà giảm thuế thì bất lợi. Đéo thì cứ hơi giảm... tí là sợ rụt cổ lại đi. Trò này tôi chơi lại từ đầu đến đít, thuế luôn mắc. Không hiểu vì sao. Bởi vì thuế là con đường duy nhất để cho ông có tiền nhanh rồi sau đó ông đầu tư để sản xuất. Và càng sản xuất nhiều thì... Lỉnh. Quan hệ với Mỹ giảm. Cái gì đó? Đưa thằng Mỹ nó không muốn mình thông qua cái luật này. Cái này trừ tận 20%. Quan hệ với Mỹ có cần không nhỉ? Xuống dưới cùng á. Obligation cho này thì là không thấy ảnh hưởng gì lắm đến cái tiến trình của mình. Ừ, đúng rồi, bấm. Mẹ cái enacting agrarianism mà khó thế à? Lìn 59%, tức là ở đây hiện tại là 59% cái legitimacy, tốc độ thông qua luật. Đấy là tốc độ thông qua luật, còn khả năng thành công của luật được thông qua. Quên. Cứ sản xuất cái gì có tiền thôi. Đấy, đừng quan trọng cái này chẳng nhiều tiền. Không, ông phải bấm vào cái bảng kia để xem. Đấy, ông phải bấm vào đây trước để xem là mẹ cái công trình quân sự đầu tiên này. Không có nhiều tiền lắm. Chỉ có âm tiền. Phục vụ quân nội tiện. Phục vụ quân ông càng xây càng âm. Đấy, như thế thì ông càng xây là càng âm. Cũng cần quan trọng bởi vì sau mình gọi quân đội ra thì mình sẽ đỡ tiền ấy hơn. Đỡ tiền bởi nhập. Vì ông, bởi vì bây giờ ấy, ông hiểu không? Mình đã để cho quân đội của mình là quân đội mẹ trắng phao, quân đội mẹ cởi chuồng. Nên đâm ra thằng pháo hiện tại nó không sản xuất ra để bán được bất kỳ cái gì. Không hiểu vấn đề không? Nhưng mà nó không sản xuất tích lũy à? Nó không bán được hàng. Không hiểu không? Bây giờ nó không bán được hàng. Ừ. Thì cho nó về small arm đi, cho nó về small arm đi. Bởi vì nó không bán được một cái pháo, khẩu pháo đâu cả. Đấy. Đây. Được rồi. Thế thôi. Đúng rồi. Cần chuẩn bị ở dưới đi. Đó, ok. Chúng mình ở đấy đi, bởi vì 5% bọn upper strata rất là ít, còn 5% bọn lower strata rất cực đông. Lower strata là bọn hạ lưu ấy, bọn là công nhân, nông dân, với cả mẹ binh lính ấy. Đấy, còn bọn thượng lưu là bọn địa chủ, quý tộc, với cả tư sản. Đấy, còn bọn trung lưu là bọn tiểu tư sản, trí thức, các kiểu. Cái 5% của bọn mẹ hạ lưu thì chắc chắn là đông. Xì quá nhỉ, chắc là ưu tiên xây cái kia lên. Đấy, ưu tiên cái government center trước. Ở đây đang còn âm 20%, chờ thêm phát nữa. Chắc mới đủ. Bây giờ tôi đang cần xây thật nhiều các công trình kiếm tiền. Và sau đó cứ dư dôi ra đồng tiền nào, dôi ra 3.000 là ông bấm cho tôi mẹ mở cái công trình cửa xây dựng. Làm như thế mới nhanh được. Còn bây giờ không thì lại chờ rất là lâu. Cứ rơi ra 3.000 là bắt đầu một cửa xây dựng. Mẹ gắn vào đi. Thế xong rồi sau đấy khi xây sửa xây dựng khi xây sửa xây dựng thì nó phải đi liền với cả xây một nhà gỗ với cả một nhà vải. Gỗ vẫn đang dư đấy, yên tâm. Ừ, được rồi, được rồi. Đấy, bởi vì mình cần xây gỗ với vải để dìm giá cho nó giảm giá lên thấp xuống. Ừ. Thì mình đúng xây không? Dựng nó sẽ rẻ, bởi vì mình đang dư thừa. Đúng rồi. Rồi. Phần gốc của nó là như thế. Cần xây thêm nhiều cái này nữa. Để cho cái này việc không. Không, chỉ cần tí nữa khi nào mình cải cách được cái kia thì mình sẽ bị loại bỏ nốt cái 25% âm cuối cùng, thì lúc đấy tiền thuế thu là sẽ ok.
một cái công trình, cái công trình administration center là cần tối đa 50 là đủ. Một tỉnh cho dù mẹ tỉnh nó có 50 triệu dân nữa thì mẹ cũng chỉ cần đến 50 là đủ. Tiếp theo đánh Bulma đúng không nhỉ? Bây giờ hiện tại mình nó đang quan hệ tốt rồi. Mẹ 41 là Cordian rồi. Tôi nghĩ là bây giờ nếu mà trước khi đánh thằng Bulma ấy, tôi nghĩ anh em lên mẹ tìm cách giải quyết được mẹ thằng Indo ở dưới. Cái Indo có 3 tỉnh cực giàu, đấy là tỉnh Indo Trung thì là Đông. Có thuyền. Mà bây giờ kham thêm đội thuyền nữa là cũng hơi căng. Một xây phát triển đội thuyền cần khoảng 4 năm. Nhưng mà ý là nó áp lực đến tiền nong đấy. Thế là ông quay vào cái institution đấy. Đấy một cái institution người nhé. Đấy, mình đang cần nâng cấp cái này lên mức kia kìa. Đấy. Trừ 40% cái gì đấy? Trừ 40% cái state tumor. Là cái gì? Tức là cái... các cái tỉnh của mình luôn có cái một độ tumor là một hỗn loạn đấy. Nó sẽ giảm bớt đi không? Đúng rồi. Đấy, thì bây giờ mình cần nâng mắc cái an ninh trị an đấy. Gọi là mẹ mắc công an. Đầy đủ các loại mũ mẹ vàng xanh các kiểu. Cái này là cần bao nhiêu? Bây giờ 108 à? 108. Ừ, như vậy là mình cần phải xây ít nhất khoảng độ tầm 5 cái nhà. 5 cái nhà 15% quan chức nữa. Mẹ cái này. Lên. Chử lắm đấy nhỉ. Nếu chuyện thông qua. Đóng qua, đấy, cay. Rồi cứ để từ từ xem ạ. Này là âm 11 này. To lên 10 đây. To lên 10 thật đấy chứ. Đấy, cứ để từ từ để xây, cứ để từ từ để xây thôi, ngon. Để hai cái nhà này trước đã, để lấy ít tiền. Bây giờ mình đang xây được hai nhà một lúc rồi, chuẩn bị bấm thêm phát nữa sẽ thành... AK bây giờ đấy. Cần đối với gỗ này, cái gỗ bên giường cũng ok. Quần áo đang... gỗ vải giường càng tốt. Quần áo còn sơi. Còn xa mới đủ, xây còn lâu mới mẹ có thể đáp ứng được hết nhu cầu ứng nước. Ở đây thì phải xây trái bông ở đây này. Đúng rồi. Để nó công ứng. Ơ nhưng mà cái nên xây An Nam trước nhá. Nên xây An Nam trước tức là chỗ nào ông xây sửa xây dựng thì ông nên xây công trình ngay ở đấy. Đúng bởi vì đấy. Được tăng tốc độ xây công chứ. Ừ, nhưng đây ông có xây sửa xây dựng đâu đấy. Đây thì... phải sửa xây dựng đâu. Đây là nhà áo. Nhà áo ừ. Thì phải xây cái trại bông một đúng rồi thế nào. Đúng rồi, nhưng mà mình xây sửa chỗ nào của mình có sửa xây dựng ấy thì tốc độ xây ở đấy sẽ nhanh hơn. À, construction này hả? Ừ, đúng rồi. Thế thì đấy, mất... cho ông thêm mượn. Thế thì lại mất công chuyển vận chuyển hàng hóa. Không. Đây mình xây cốt tôn đây cho lên 20 mẹ đi. Đúng không? Nhưng mà có thiếu. Cho lên 20 cốt tôn. 20 cốt tôn. 20 cốt tôn. Có thiếu đấy. 20 cốt tôn 20 view. Nó không hiện cái cốt tôn thiếu hay không à? Như này là có thiếu hay không? Không, employment tức là số lượng nhân công ở đây là đang mắc. At reserve tức là số lượng tiền của cái xưởng này để trả lương cho công nhân là đang mắc, đang đầy. Fabric, Fabric vẫn đang dương mà. Đúng rồi. Thế thêm 5 cái đấy, đúng không? Còn mẹ đống màu sắt màu than kia, tắt tạm mẹ, xóa tạm mấy màu sắt màu than đây. Lamborghini, thiên tai. Devastation, ừ, ok, Charity, Charity. Đấy, bấm đấy. Nó bị dông bão các kiểu thế một lần. Cháy rừng tụt nhanh mà, tụt nhanh mà. Đấy, Devastation 25% chỉ khoảng độ tầm nửa năm là hết. Ừ. Chính bây giờ đấy, mình đang mẹ 8.000 tiền dương ngồi ấy à. Làm gì làm đi. Tiếp tục nâng cấp. Tiếp tục nâng cấp. Nó tạm mấy cái bộ đường sắt được. Tạm mấy cái đấy đi vì có xây đâu. Cái gì? Tất cả cái gì? Tạm mấy cái mỏ sắt đi, tắt tạm mấy mỏ sắt đi. Xóa tạm đi, mà mỏ than. Mình đã dùng nhiều đâu. Rồi, nâng công an này.
150 tháng thì mình cần lên là cũng sẽ tăng thuế lên đúng không? Đúng rồi, chị An càng tăng thuế càng tăng. Ông ngoại phải giờ cố gắng làm sao cho mẹ lên con đường xây dựng. Từ giờ cho đến mẹ năm 1860 gỗ dư thừa nhiều. GDP phải 25 triệu. Và ít nhất thì ăn thua không là vỡ mồm. Tôi muốn là mẹ từ giờ cho đến 1860 mình phải đạt được GDP tầm 25 triệu. Mình đang phát triển cũng khá là thần tốc đấy. Xây được 4 công trình cùng lúc rồi. Đấy. Tốc độ snowball sẽ tăng lên dần dần. Giờ mình mới chỉ bảo được hơn 2 công trình thôi. Gỗ vẫn dư thừa lắm nhưng mà fabric thì thiếu rồi. Đấy, dư tin ba con này. Xây đến một, hai, xây trước rồi. Cứ xây, cứ cái gì xây cho xong hẳn đấy. Cái gì xây cho xong hẳn. Chắc local xây được còn đéo gì nữa, thằng này đéo xem à. Local đây còn gì nữa. Giảm thuế là cái con cặc gì, cứ giảm thuế. Bây giờ mà chip cái Agrarianit nhanh. À, thiếu lụa này. Tơ tằm. Lụa với thiếu tơ tằm. Đang muốn tơ tằm ở đây cơ. Ừ, cũng được. Định vị sẵn vùng nguyên liệu rồi. Cho lên hẳn 5. Cái gì lợn con. Tôi cứ xây mẹ bộ số của 5, 10, sau là 10. Mẹ sau mẹ xây lúc công nghiệp hóa lên mẹ mỗi tỉnh. Tầm độ 1.000 công trình. Mấy tỉnh ở Trung Quốc như tỉnh Nam An Huy, tỉnh mẹ Giang Tây mẹ... Điểm gọi là infrastructure ấy. Tầm 3-4.000. Gỗ đang tụt. Thêm 1.000 nhà máy. 1.000 cái xưởng sản xuất. Rồi 1.000 cái trại tơ tằm. Có cần nâng cấp cái gì tiếp theo em nhỉ? Đấy cho sang chuyển sang người đây. Đấy, chuyển thương thức sang là harvesting tool này. Hiếu thì lại xây thêm rồi. Cái này bấm đây. Bàn này chắc không có gì. Chưa có gì. Có đơn. Hiếu à? À không, được, cái đấy được. Rồi, chuyển sang posting đây. Đấy, bấm vào đấy. Bấm đây. Rồi, posting. Cái dưới được, đấy, cái dưới có gương. Cái dưới bị thiếu mất glass. Muốn có đây lại xây xưởng glass. Glass đang là 44. Miền Trung nhỉ? Đúng rồi. Sao ạ? Glass work. Bây giờ cái đéo muốn xây. Phải chờ thôi. Đấy, nâng cấp chị An phát nữa đây ông ơi. Cho bấm phát chị An nữa đi. Cho cái institution của mình lên mắc cái đi. Institution mình ấy, đấy, cho mắc đấy, lên thêm mức nữa. Đang bấm đăng đi. Cứ bấm đi nó sẽ tự động chạy lên mức kia. Xong rồi sau đấy nếu như mà giả sử lần này nó không được. Nó cứ tăng cái sức mạnh của bọn địa chủ lên thì làm sao mình thông qua luật ấy được. Tí nữa mình sẽ đổi sang luật dedicated police force. Ông bấm này, đây local police force đúng không? Đấy. Chuyển sang dedicated đấy, đúng rồi. Là luật bọn địa chủ nó bất đồng ý nhưng mà phải có luật này đã. Còn cái luật đấy mình đang enacting. Luật này đã thông qua rồi đó. Mà luật này có 1.1% thì đến được đó là tăng. Tắt. Không hiểu sao mà đen thế. Luật này không thông ra được làm sao mà thông qua được luật kia. Nếu mà cứ nâng giờ như này. Quay sang luật kia thông qua được. Quay sang luật kia giờ thông qua được. Luật nào? Đấy. Bấm vào đấy. Rồi. Bấm đi. 16% trong vòng 360 ngày. Trong khi cái luật kinh tế kia là luật quan trọng nhất mẹ. Để thu thuế thêm thì mẹ nó lại trắc trở như thế. Chịu. Ông số nhỏ.
giờ mình cho thêm khoảng độ tầm 3 năm nữa xem ra Infamy bao nhiêu. Xem mình Infamy bao nhiêu. Infamy mình hiện tại điểm xấu xa mình bao nhiêu? 27. Bảy, tôi nghĩ 3 năm nữa sẽ còn khoảng 10, sau đó mình sẽ puppet thằng Buma. Tấn công puppet. Puppet nó thì mình sẽ đỡ bị Infamy hơn. Và sau đó 5 năm thì mình gần annex thằng Buma là coi như đủ các tỉnh của nó mà không bị. Quá là Infamy vì con của các tỉnh. Giờ tôi chuyển sang tôi thấy là kiểu puppet và sau đó annex sẽ tốt hơn cho việc con cuồng trực tiếp. Trước xem nó fix cái đấy cho nên đâm ra giờ mẹ puppet với annex là tốt nhất. Mình chỉ mất 5 năm thôi, ngồi chờ 5 năm puppet thôi. Công cụ là thiếu rồi. Nào chỉ chiến tranh 2 lần. Sau 2 lần chiến tranh là mẹ kể cả những quốc gia rộng lớn như Nga hay Trung Quốc cũng chỉ 2 lần chiến tranh là mẹ Amex luôn, full luôn. Hồi xưa là Trung Quốc có cái đặc điểm lúc đầu vẫn phải con cùa, bởi vì mẹ cấp mấy cái tỉnh của nó để lợi dụng dân số của nó biến thành quân. Ở đó không thì không thể nào đánh nhau nổi. Land voting. Bầu cử. Land vote. Không, tức là đấy là phân bố về quyền lực. Chia sẻ quyền lực ở trong xã hội. Khá ok đấy. Nói chung lần này so với lần trước, ông có nhớ lần trước đánh nhau mẹ đến tận năm 60 mình mới đạt được 13 triệu DV không? Đấy, còn bây giờ mẹ mới chỉ có 1852 đã đạt 13 triệu GDP, là lần này làm mẹ ổn ổn hơn với lần trước rất nhiều rồi. Đánh như Buma rồi đấy. Đánh như mới giờ, Puppet. Puppet rồi thôi, xem có kiểu Google của mình là Puppet không? Có bút phải không? Có con quờ đấy không Puppet. Chứng tỏ mình chưa phải là mẹ thằng Great Power rồi đó được Puppet. Nó có hai tỉnh này là giàu nhất này. 2 triệu đúng rồi. Đấy, mình đang cần hai tỉnh đấy là chủ yếu. Còn nếu như mình đánh thêm hai tỉnh kia nữa là mình phải chờ rất lâu ấy. Tại vì giờ một tỉnh này không đánh đúng không? Nó sẽ mất khoảng 20 điểm. Infamy. Thì chiếm đủ cả tất cả các tỉnh, em sẽ mất khoảng 70 điểm Infamy. Ăn tỷ điểm luôn. Mà vượt quá 100 điểm mình Paria, lúc đấy là mẹ các thằng khác rồi nó sẽ có một cái containment, các down to side tấn công mình. Nó sẽ quay mình. Nó không, nó có cái cớ cho mấy thằng Great Power tấn công mình. Ôi, ở trước đã đánh nhau mấy lần rồi mẹ. Chiến tranh tam cường, lần thì là thằng Áo, lần thì là thằng Nga. Có lần thì là chính Pháp lợn, mẹ em chạy sang hỏi thăm sức khỏe. Cứ bình tĩnh thôi. Ôi, bình tĩnh thôi, mẹ trước 1860, mẹ Việt Nam mà mẹ hiền như cục bột. Gọi là bắt nạt mấy người anh em thân hàng xóm rồi. Đúng rồi, bắt nạt hàng xóm trước khi mẹ chạy lên phố. Đến 1860 mình phải 25 triệu GP thì lúc đấy mới có thể mẹ ngửa mặt lên với trời. Còn nếu mà chưa đạt được mức đấy thì phải chờ tiếp. Tôi nghĩ ông phải 1870 ông mới đạt được 50 triệu. 50 triệu GDP là mốc rất quan trọng, bây giờ mình có thể so sánh rồi hiện tại. Đấm vào cái bảng GDP vẫn đang lao thẳng lên trời. Ừ nhưng mà không, tức là xem cái đấy GDP ở những thằng mà tầm cầm tốt, ví dụ thằng Pháp chẳng hạn 140 triệu thôi à, là gấp 10 lần mình. Gấp 12-13 lần. Gấp 10 lần mình. Đại Thanh không kể, Đại Thanh là mẹ mục tiêu mình tấn công. Mình chỉ cần cướp được 3 tỉnh, thứ nhất là tỉnh Quảng Tây.
thứ hai là tỉnh Giang Tô, Giang Tây, thứ ba là tỉnh Nam An Huy. Trước được ba tỉnh đấy là mình sẽ có thêm 70 triệu dân. Đại quốc mẹ luôn. Chỉ cần một đợt cuộc chiến tranh là đủ là thành đại quốc. Từ giờ lúc đấy chắc còn lâu. Có được cái thời điểm đấy ông phải có được 200 quân là ít nhất. Bởi vì tiểu đéo đánh nhau đại thanh nó phải có ít nhất 600 quân. Thì sau đó mình sẽ chia ba đạo, hai đạo phòng thủ biên giới và một đạo mẹ đạo thuyền thì cây móc lốp mẹ vào Bắc Kinh. Thôi sử dụng chiêu đấy có thể mẹ đánh bại Trung Quốc rất nhiều lần rồi. Chỉ cần ít nhất 200 quân. Nó đang âm rồi này, Mekong đang sản xuất dư thừa quá. Không, cái đấy âm là bởi vì do hiện tại Mekong thiếu infrastructure hay sao? Đúng rồi đấy. Overview. Thiếu lụa này. Bạn xem overview xem nên hiện tại tỉnh Mekong có bị thiếu ấy không? Thiếu infrastructure. Lại chưa. Không hiểu. Bọn này phản đối nhiều quá bởi vì các bạn mình không để ý đến cái loyalty. Bây giờ máy sẽ bắt đầu lên rồi. Nếu không thì bây giờ cho thằng là tư sản mà. Các bạn tại vì Agrarian cái vấn đề luật của mình đang không theo cái gì đấy. Tức là bây giờ ấy mình có thằng Industrialist kìa, ông thấy không? Reform ấy. Thằng cái máy ấy. Mẹ thằng nông dân, vứt mẹ thằng nông dân với cả thằng đấy ra. Vứt thằng nông dân ra thì sau này hơi phiền đấy. Không qua được. Kệ đi. Vứt nông dân ra cho tư sản mà. Ông ok đấy. Thằng này vào không? Ông mẹ thằng tiểu tư sản là thằng phá bệnh mất dạy. Nó mẹ là bọn mẹ vị kỷ và đầu óc còn ngắn nghĩ. Đấm vào xong rồi sau đấy chọn cái đi. 60% Cambodia. Cambodia slave được bao nhiêu đâu? Xuống dưới đấy, chọn cái ở dưới đấy. Đấy xong rồi sau đấy ông đổi luật cho tôi mẹ thay vì Agrarianist ông chọn cho tôi Interventionalism. Luật gì? Xóa cái thằng Delicated Fork này tạo. Chắc thông qua là luật nào? Đấy, trên Traditional ấy. Trên cùng ấy. Đấy. Interventional, Laissez-faire. Interventionalism thì sẽ là tốt. Nhưng mà thằng Laissez-faire thì theo như tôi hiểu nhá. Theo như tôi hiểu ấy, đấy là cái luật này rất khó thông qua, nhưng mà nó rất mạnh trong cái phiên bản này. Nhưng mà cái vấn đề là bọn địa chủ âm 17 đấy. Interventional là bọn địa chủ âm bao nhiêu? Âm 17, âm 7 loại rồi. Thì thôi, thế thì thôi, thế được ở đây. Interventionally. Cái này thì mẹ địa chủ âm 2. Có interventional đấy. Đấy, chọn cái này đi. Cái này nó âm 7. Bảy kệ mại. Bấm này. Cái này không thông qua được nhỉ? Cái này thông qua thì cũng được, nhưng mà bây giờ thông qua nó sẽ cái pool kiếm đồ của mình chỉ pool kiếm tiền của bọn địa chủ nó chỉ cho mình từ mỗi nông nghiệp thôi. Còn cái interventionalism này với cả cái laissez-faire này thì nó sẽ cho mình từ tất cả mọi thứ luôn. Luật này đang bị loạn quá. Không có chưa có cái đường lối nâng luật bài bản này đang loạn. Nâng luật là còn phụ thuộc vào may mắn. Đấy cả thứ hai là số lượng các cái thành viên trong xã hội của mình. Ông thì trước cứ mỗi khi luật được thông qua xếp phát. Xếp scam nó là xếp scam. Mấy năm. Không, tức là lúc luật gần thông qua ấy, còn mấy ngày luật một tuần luật thông qua em xếp lại phát rồi sau đấy lút lại khi luật được thông qua thì thôi. Cai hết scam chơi kiểu đấy. Khi chiếm thằng chiếm mai thì cứ lo yên bình nhỉ. Cái gì? Sau khi chiếm được chiếm mai thì mọi thứ yên bình. Bây giờ tôi nghĩ là chuẩn bị xây dựng hải quân thôi. Hải quân xây dựng rất đơn giản, ông chỉ cần xây 5 cái nhà thuyền. Ở An Nam,
Đến 5 cái nhà thuyền ở An Nam là xong. Với một cái nhà thuyền đã cung cấp khoảng 4 thuyền. 4 thuyền chiến ấy. 5 cái là đều đủ 20 thuyền chiến cho một đạo hải quân. Sau đó thì mẹ tìm cách tấn công Philippines. Đơn giản nhất, còn nếu không thì mẹ tấn công thằng Zulu ở phía dưới, thằng giáp Philippines. Tấn công nó xong lúc đấy thì... Myanmar tính chiếm hai tỉnh này đã lấy thêm 2 triệu dân nữa. Ừ, thế là phải chờ. Rồi ok, cái này ok rồi. 60% tơ moi ok rồi. Đây là phát triển, là xây ra đổi thịt hàng ngày. Tôi nghĩ ông nên xây cái Future Manufactory trước. Bởi vì ở đấy nó đang được 2K9 một cái nhà. Cái nào? Cái Manufacture ấy, cái đồ gỗ, đồ nội thất ấy. Đang xây mà. Ờ, 2,7, 3K8, 2K7. Sau khi cái công trình Food Industry của ông chỉ được có 1K7. Ờ, muốn xây cho nó lên 5 mẹ thì... Ờ, được rồi, cái nào cũng được. Gỗ đang tụt à? Chỗ này mắc gỗ chưa? Mắc 15 rồi này. Bây giờ mình cần phải xây, có một số cái mà tôi quên ông bảo với ông đó, mình cần phải xây university. Ừ. Xây đại học. Mình cần xây đại học. Ít nhất là mỗi tỉnh cần có 3 năm đại học. Gỗ cứ để xây đi. Không, đang cho cái này lên trước. Thép lên trước. Đang thiếu. Đấy. Mỗi tỉnh làm một cái university ở đây. Một tỉnh luôn à, mỗi tỉnh luôn à. Mỗi tỉnh một cái. Trong các tỉnh lớn của mình ấy. Đấy, Thái Lan một cái, Campuchia một cái. Mỗi một công trình university mất 1.000 đấy nhá. Nghìn tí. Ông sẽ tiêu 1.000 tiền. Thì ông phải nói chứ. 1.000 tiền mà... Từ từ đã. Ừ. Ông thì cứ xây đi, bởi vì giờ mình buộc phải đầu tư chứ không. Bây giờ mẹ dân của mình mẹ có 27,5% biết chữ. Dân ngu cu đen. Thì lại thiếu giấy. Thiếu giấy thì phải xây thêm giấy. Thiếu gì xây đấy. Đóng thêm 3 cái nhà rồi sau đấy lại xây university toàn quốc. Toàn giáo dục toàn quốc. Bởi vì cái university đấy nó còn tăng tốc độ nghiên cứu cho ông nữa. Ừ. Bây giờ mẹ dân số ngu quá, mẹ công nghệ ít. Tại sao xây xong mấy công trình kia thì lúc đấy bắt đầu xây university là tốt. Tiền để làm gì? Đầu tư cho giáo dục. Dồn rất nhiều tiền để xây dựng. Tất cả mọi thứ đều chỉ là xây dựng thôi. Nó chơi này, bây giờ mẹ tất cả mọi thứ đều bị scon mẹ nó lại trừ 10%. Tôi chọn cái ở trên thôi, biết làm nào. Cái căn bản cái nội các này mình đang bị vấn sai lầm nhiều, cái thay đổi nhiều quá, thành ra không được nhiều ủng hộ. Không người có thể thay đổi cấu trúc quyền lực cách là chuyển sang land voting chứ, mẹ để cho bọn địa chủ nó land voting thì chắc chắn sẽ bị nội địa chủ nổi loạn. Lên voting gì? Lên voting địa chủ đâu có nổi loạn. Đâu? Bấm vào cái distribution of power ấy à. Đấy, bấm vào đấy. Đâu? Đọc autocracy ấy. Dưới đấy. Đấy, lên voting thì địa chủ đâu có nổi loạn. Đúng không? Đấy, duy nhất thằng... Nhưng mà phải có cái này. Thì xóa đi. Cái đấy là nó đang NX. Cái đấy là nó đang NX, đúng không? Nó đang thông qua cái đấy. Bấm vào đấy phát. À, lúc đấy có một anh em bảo chọn cái này đầu tiên này. Cái đấy cũng được, chọn cái land voting này để distribution lại lực, quyền lực trong xã hội.
Thông thường là bởi vì do số ông quá đen thì sẽ... là bảo với ông rồi đấy, cái land footing thì chưa chắc, với 11,2% khả năng thành công đã được thông qua trong vòng khoảng 5 năm tới đâu. Nếu số may thì được. Chắc số... tôi nghĩ do thuế cao quá nên là cái tỷ lệ thành công này nó hơi khó. Không phải đâu, chả liên quan đâu. Thuế kia chỉ liên quan đến duy nhất là mức sống người dân này thôi. Ờ, mức sống người dân này. Áp thuế cao quá mẹ nó lẻ. Cái đấy chỉ bây giờ ấy, từ giờ cho đến năm 1900 luôn. Lúc nào cũng nên để thuế cao cho tôi. Mức cao nhất có thể cho tôi, bởi vì bây giờ đang cần xây dựng mọi thứ luôn. Đấy, 10k xây 3 trở xây dựng. Mẹ cần xây dựng đến mức độ mẹ khủng khiếp luôn ấy, chứ phải đùa đâu. Mẹ luật đéo qua cái nào. Cứ bình tĩnh, mình mới có 855. Ông thông qua được cái kia xong rồi sau đấy đến 860, 870 thông qua được y tế với giáo dục nữa, coi như mẹ đủ hết mẹ luật. Còn cái gì ở đâu. À, ngon. Ê ê, từ đừng. Tấm lại đây. Có cái Cotton Canary à, mình nâng cấp cái đấy trước so với 6.75 đúng không? Xem cái đường sắt mình bao nhiêu, cần bao nhiêu. Ờ ok ok, đường sắt. Rồi, hai cái này lại cùng level. Rồi lại chuẩn bị đánh nhau Bulma vừa. Bulma thì lại phải chuẩn bị ấy. Để xem Infamy mình bao nhiêu đã. Được, xem lại Infamy mình bao nhiêu. 18 rồi. 18 đúng không? 18 giờ còn 3 năm nữa. Ừ. Tức là bây giờ đến 1857 ông sẽ tái cải cách lại quân đội. Ừ. Đúng không? Đến 1858 thì mẹ hỏi thăm Bulma thôi. Gì nữa. Đấy, đánh nhau xong. Về đất nước chắc cũng ok rồi đấy. Ừ. Từ 1857 thì lúc đấy mình sẽ phải xây dựng thêm khoảng độ tầm 2 cái nhà, 3 cái nhà mẹ vũ khí nữa. Ừ, đang bị ấy này. À? Yếu rồi đúng không? Ừ. Để xem xét lại chính sách thuế. Xem xét lại thuế, bây giờ thôi thuế này thì cũng chả có gì để xem. Tôi bỏ đây. Chịu khó tí vậy. Có đường sắt cái thì nâng cấp đường sắt lên. Đúng rồi. 71, 77, 29 xây thêm mỏ gỗ ở đây là hợp lý này. Ừ đúng rồi. Ở chỗ Mekong thì thôi không xây dựng nữa. Mekong giờ là bao nhiêu? Mekong giờ là bao nhiêu? 43, 42. 43, 42. Ờ thôi còn 1 điểm chả sao. Ờ thì ý không xây nữa. Ờ đúng rồi. Tạm thời đây. Căn Thái Lan thì như nào? Bangkok thì như nào? Bangkok thì chắc là thoải mái xây dựng. Mua 55 đờ, để tí nữa xây. Xây construction được. Nhưng mà nếu mà bây giờ ông phải xem tôn kim của mình nhé. Cần phải bạn xây, nếu mà muốn có đường sắt nhá. Thì một phản xưởng thép với cả một xưởng motor trước. Ừ. Thép thì xây ở đây. Đấy. Motor thì xây ở đây luôn. Ừ, được rồi. Nói chung là luôn phải có hai cái này thì mới xây được đường sắt. Đường sắt thì bao lâu nữa có nhỉ? Nếu mà tính là khoảng độ 2 năm. 2 năm nữa. 2 năm nữa, ừ. Gần lúc đấy tính. Tính ra mẹ tôi, bình thường tôi chơi 1850 có đường sắt rồi. Ừ. Ông kiểu nâng cấp mấy cái ở Society hơi nhiều. Mấy cái này vẫn thiếu. Ê, bà đó. Thiếu hay không cũng quan trọng là mấy chỗ là cái thiếu đấy nó làm cho giá tăng bao nhiêu. Thừa thì giá giảm bao nhiêu. Mình quan tâm cái giá thôi. Cái cả thứ 10% hai nhá. Đấy. Đấy, bấm trên đây, trên. Bấm. Thông qua bớt một số các cái luật. Sau khi thông qua cái luật land footing này mình sẽ giảm một ít authority thì mình tắt một cái thuế đi là được. Sắt này. Bây giờ thiếu sắt, ông đừng chọn cho sắt lên trước bởi vì ông phải xem ra là sắt của mình bây giờ xây xong thì được bao tiền. Đó.
Thế sao mà thu lợi cho mình được tí tẹo đáng gì đấy, thì đưa bấm vào nhà bấm đấy, bấm vào đấy để kiểm tra xem là một cái mỏ sắt tốn bao tiền, được bao tiền. 1.63 đúng không? Ngon đấy chứ. Ok. The donation of knowledge. Ok, wonderful, tuyệt vời. Đấm thôi. Mình được xây dựng miễn phí một cái mít công trường đại học. Mít công. Sau khi trường đại học càng nhiều thì tốc độ nghiên cứu sẽ càng nhanh. Bởi vì nó tăng cho mình nhiều học giả đấy. Mà tốc độ xây dựng là 54. Bấm lên 3 phát nữa là 60. Mà còn cái nữa là quên mất là mình phải nâng cấp cái xây dựng của mình ấy. Phải nâng cấp nó lên đời. Không rồi hả? Biết rồi nhưng mà chưa ấy được, chưa khăn được tiền. Cái này mẹ chắc âm vãi đái tiền. Âm bấm thử là biết. Bấm phát thì bây giờ mỗi lần xây 3 công trình thôi. Sau khi lên cái này mỗi lần chỉ bấm xây 3 công trình thôi. Cái này mẹ 54 trên 127 đúng không? Xong rồi sau đấy bục phát nó sẽ mẹ thành mẹ 127. 83.000. Là bởi vì do là nó xây 127 một lúc, không hiểu không? Đấy, bây giờ nó ghi ở đây này. Đúng rồi. Âm 83 đấy, nó sẽ âm 83. Âm 83 là bởi vì do, âm 83 là bởi vì do lúc đấy ông sẽ xây 127 điểm một lúc. Ừ. Tức là xây mắc, xây mắc cái gì, mình ý ông xây min thôi gì. Đúng rồi, thì về sau ấy, mình nâng cái này lên, giờ xây hết cái đống này nhá. Xong rồi sau đấy mình sẽ nâng cấp cái này lên. Và sau đó mỗi lần mình chỉ bấm 3 công trình thôi. Thời gian nó sẽ nhanh hơn à? Đúng rồi, bởi vì do ông nâng cấp cái đấy lên thì cái thời gian xây của mình sẽ được giảm đi. Bởi vì tốc độ xây dựng tăng lên. À, mình có thể cân nhắc nâng cấp công nghệ của này lên này. Mình cái này. Nâng đây. Cái này chỉ tốn công cụ thôi. Đặt luôn. Cái này cũng chơi luôn đấy. Có công cụ thế nào rồi? Thiếu là cái chắc. Thiếu. Công cụ chắc chắn là thiếu. Nhưng mà tí nữa có công cụ bằng thép. Mình sẽ xây công cụ thép. Bây giờ hiện tại 1855 và mình đang có 17,2 triệu GP. Tôi hy vọng mẹ đến tầm 1860 mình sẽ có khoảng 25 triệu GP. Nhưng mà đến 1857, 1858 lúc đấy có cuộc chiến tranh ở Burma. Có thể đạt được. Ok. Mình có chi đấy nhỉ? Đánh đách chi bây giờ. Làm sản xuất gương. Cái gương đầu tiên, cái gương ở tay ở 1 ấy, nó chỉ dùng gỗ. Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà ông nâng cấp lên thì ông... Đấy, nâng cấp cái đấy thì tốt hơn. Cái này ra đường gương này. Ừ. Chọn cái đấy, đấy. Cũng nó cũng ra gương cho mình. Kính. Kính. Cái glass này chỉ dùng để cho kiểu thành phố ấy, cái city center ấy. Đặt tiền lên vãi đái. Nói chung cứ đúng, theo đúng lộ trình là tiền nó cứ lên dần. Nhưng mà với điều kiện nó sẽ... Ok. Giờ cắt một... Ok, giờ mình có 3 cái đảng rồi. Một là thằng đảng bảo thủ, thứ hai là đảng mẹ tự do. Thứ ba là mẹ kiểu đảng phản động. Radical Party, đảng cực đoan. Bây giờ trước hết authority của mình là âm 81 rồi. Để xóa mẹ một thằng ấy đi. Xóa một thằng thuế đi không ạ? Alo. Mẹ, sao lại thành cờ mẹ mày lại thanh này?
Ừ, đây cờ Đại Nam. Cờ này là cờ của Việt Nam nếu mà đi theo con đường ấy. Mẹ nhìn như cờ Đại Thanh ấy. Thì đương nhiên hai thằng thì cờ Đại Thanh giống hệt nhau. Hai thằng là hai thằng kiểu mẹ nhà Nguyễn là copy hệt thằng Đại Thanh. Nên là có cái cờ đấy. Còn nếu mà ông về xong chọn cái cơ chế quốc hội thì sẽ có cái cờ mẹ sọc đỏ ở giữa. Cờ vàng sọc đỏ. Thế còn nếu mà ông theo mẹ cộng sản thì sẽ có cờ đỏ sao vàng. Ai, thôi nghỉ đây, phải có nhiều việc để hôm sau tiếp nha. Rồi hẹn các em buổi sau nhá. Ok.